chẳng rõ họ được sanh thiên, được làm người hoặc bị chuyển làm thân Atula, ngạ quỷ, súc sanh hay đọa địa ngục. Người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí nghe danh hiệu một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, trong từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thối thất tâm nguyện ban đầu, mà nghe danh hiệu, ngắm hình tượng, chiêm lễ, cúng dường. Giả sử người bị mồ côi hoặc thất lạc, thân nhân đó có thể dùng đất sét, gỗ, vàng, bạc, đồng sắt để làm tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc tô vẽ hình ngài trên giấy. Thậm chí người đó không hề đắp vẽ hình tượng ngài mà chỉ nghe được danh hiệu, chỉ thấy hình tượng hoặc đảnh lễ hình tượng của ngài mới một lần, mà trong từ một ngày cho đến 7 ngày tâm nguyện lúc ban sơ của người đó không hề thối thất, lòng khẩn thiết muốn đảnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng không bị lay chuyển, thì quyến thuộc của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào đường ác, lẽ ra phải chịu đến nhiều số kiếp. Này, nhờ công đức đắp vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chiêm lễ của con cái, anh em, chị em, nên liền được giải thoát, sanh trong cõi trời, cõi người, hưởng sự vui, thủ thắng, vi diệu. Bất luận là nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng hay trông thấy hình tượng của ngài, người đó đều thiết tha chiêm lễ cúng dường, thì quyến thuộc của người đó, giả dụ vì nhân duyên nghiệp chướng và căn cứ theo tội chướng mà họ đã tạo ra, thì họ phải bị đọa lạc trong chốn 4 đường ác, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải trải qua đến không biết bao nhiêu đại kiếp mới được giải thoát. Thì giờ đây nhờ vào công đức đắp vẽ và chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng của người đó, họ sẽ được thoát khỏi mọi nghiệp tội, được sanh trong cõi người hoặc cõi trời, hưởng thọ sự vui sướng thủ thắng nhất, vi diệu nhất. Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, đã được sanh vào cõi trời, cõi người và hưởng thọ sự vui thù thắng vi diệu rồi. Trong trường hợp cha mẹ, anh em, chị em của người đó nhờ phước lực đã tạo khi trước mà được sanh vào cõi người hoặc sanh lên cõi trời hưởng sự an vui rồi, thì sẽ nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng hưởng vô lượng sự vui. Nhờ công đức đắp vẽ hình tượng cùng chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng của người này, nên công đức phước lực của hàng quyến thuộc càng gia tăng. Lúc trước đã hưởng thọ sự vui sướng thắng diệu, bây giờ lại càng được an vui hơn nữa. Kinh văn: nhờ người đó lại có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của ngài đủ 1 vạn biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Bồ Tát hiện đại thần lực đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ trọn đời, hiện đời y phục, thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến các hoạn sự còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Người đó rốt ráo sẽ được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, như người đó, người đắp vẽ và chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng nói trên, lại có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của ngài đủ 1 vạn biến. Phần trước thì nói là chiêm lễ trong 1 tuần 7 ngày, bây giờ là trong 3 tuần 21 ngày. Vậy trong suốt 3 tuần lễ, nếu người đó có thể chuyên chú một lòng một dạ chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và chỉ niệm danh hiệu của ngài Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cho đến khi đủ số 10.000 biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về. Thân vô biên là cái thân không có biên tế, vô cùng vô tận, bất cứ nơi nào cũng có thể thị hiện đến được cả. Thân vô biên cũng có thể gọi là thân vô loại bất hiện. Vậy Bồ Tát Địa Tạng có thể tùy theo mọi chủng loại của chúng sanh mà thị hiện thân thích ứng để giáo hóa. Tuy nhiên, đoạn kinh văn này ngụ ý rằng Bồ Tát Địa Tạng sẽ hiện thân đến trước mặt người đã thành tâm chiêm lễ, chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng ngài trong suốt 3 tuần lễ và báo cho người đó biết đầy đủ về nơi mà cha mẹ, anh em, chị em hoặc các quyến thuộc của người đó đã thác sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực đích thân dắt người đó đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Chúng ta là những người tin Phật song vẫn còn quá mê muội, cho nên bậc Bồ Tát không thể tiếp xúc hoặc nói chuyện trực tiếp với chúng ta giữa 3 ngày 3 mặt lúc chúng ta đang tỉnh thức được. Cho nên đợi khi người đó ngủ say trong giấc mộng, Bồ Tát Địa Tạng sẽ thể hiện sức oai thần rộng lớn đích thân dẫn người đó đến các cõi giới thấy được tất cả hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, tức 3 năm, thì người đó sẽ được Bồ Tát sai các quỷ thần và thổ địa sở tại hộ vệ trọn đời.
Bất luận người đó sống ở nơi nào, Bồ Tát Địa Tạng đều sai bảo các quỷ thần và thần thổ địa ở nơi ấy bảo hộ cho người đó đến trọn đời. Ngoài ra người đó còn được hiện đời y phục thức ăn dư dật, không có các thứ bệnh khổ. Trong đời hiện tại, lúc người đó còn sống thì áo quần, đồ ăn, thức uống đều rất dồi dào, không hề thiếu ăn, cũng chẳng hề thiếu mặc và cũng chẳng mắc phải bệnh tật đau đớn gì cả. Lại nữa, cho đến các hoạnh sự còn không hề vào đến cửa, uống nữa là đến nơi thân. Hoạnh sự tức là những việc rủi ro không như ý mình mong muốn. Các tai họa dù lớn dù nhỏ, thảy đều không vào đến cửa, không bao giờ xảy ra cho gia đình, huống chi là cho bản thân của người đó. Người đó rốt ráo sẽ được Bồ Tát Xá Đảnh thọ ký cho và bảo rằng: Này thiện nam tử, ông đã phát tâm Bồ Đề rộng lớn, tương lai ắt sẽ kết thành quả Bồ Đề đấy. Kinh văn: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo Bồ Đề vô thượng, muốn ra khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, cùng nghe danh hiệu rồi trí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn, thức uống để cúng dường chiêm lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Lược giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, bây giờ ta sẽ giảng tỉ mỉ hơn cho ông rõ. Vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn, phát tâm từ bi là đã quý hóa lắm rồi. Thế mà nếu có thể phát được thứ tâm từ bi bao la quảng đại thì lại càng tuyệt diệu hơn nữa. Thế thì trong đời vị lai, những người nam và người nữ trong tù ngũ giới hành trì thập thiện muốn phát thứ tâm từ bi quảng đại ấy để làm gì? Chính là để cứu độ tất cả chúng sanh. Ngoài ra có những thiện nam tín nữ thì lại muốn tu đạo Bồ Đề vô thượng, muốn ra khỏi tam giới, xa lìa ngôi nhà lửa trong ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Những người đó không phải chỉ có một hoặc hai người mà là rất nhiều người đều mong muốn như thế, nhiều đến nỗi chẳng thể biết được là bao nhiêu. Cho nên nói là những người đó thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, cùng nghe danh hiệu rồi trí tâm quy y, hoặc đem hương hoa, y phục, vật báu, đồ ăn, thức uống để cúng dường, chiêm lễ. Giả sử hết thảy những thiện nam tín nữ đó, sau khi được trông thấy hình tượng và được nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, liền sanh lòng trí thành khẩn thiết đến quy y Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đem các loại hương, các loại hoa, vô số y phục, vô số bảo vật, cùng vô số đồ ăn, thức uống đến cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, thì điều nguyện cầu của các thiện nam thiện nữ đó sẽ chóng được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Kinh văn: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trong ngàn vạn ước điều nguyện, trong ngàn vạn ước sự việc về hiện tại cùng vị lai, thì nên chỉ quy y chiêm lễ, cúng dường gọi các hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì các điều sở nguyện sở cầu như thế tất đều thành tựu cả. Nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng đấng đầy đủ lòng đại từ bi mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong dốc chiêm bao liền được Bồ Tát Xá Đảnh thọ ký cho. Lược giảng: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trong ngàn vạn ức điều nguyện, trong ngàn vạn ức sự việc, chứ chẳng phải vỏn vẹn một điều hay một việc mà thôi đâu, về hiện tại cùng vị lai, thì nên chỉ quy y chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì các điều sở nguyện sở cầu như thế hết tất đều thành tựu cả. Điều nguyện tức là điều mà quý vị ao ước, mong muốn đạt được. Quý vị mong ước cái gì, muốn xin việc gì, đều có thể được toại nguyện cả. Song quý vị phải làm một việc, đó là việc gì? Đó là quý vị phải quy y Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và khen ngợi hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu quý vị làm được như thế thì mọi nguyện vọng, mọi mong cầu của quý vị đều được tùy tâm mãn nguyện, đều được thành tựu. Nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng đấng đầy đủ lòng đại từ bi mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong giấc chiêm bao liền được Bồ Tát Xá Đảnh thọ ký cho. Nếu quý vị muốn cầu xin Bồ Tát Địa Tạng rủ lòng từ bi bao la mà phù hộ cho quý vị mãi mãi, thì khi quý vị đang say ngủ, Ngài sẽ thể hiện trong giấc mộng mà Xá Đảnh thọ ký cho quý vị. Kinh văn: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa sanh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn, muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục,
Xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có tánh đọc tụng. Lược giảng, lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa, các sách kinh Phật và điển chương, sanh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn, muốn đọc muốn tụng. Đọc tức là nhìn vào sách mà đọc, còn tụng là đọc mà không cần nhìn vào sách bởi đã thuộc nằm lòng. Những người đó vừa nhìn thấy các kinh điển Đại Thừa thì nâng niu chân quý hơn bất kỳ báu vật nào khác, và liền phát tâm Đại Thừa không thể nghĩ bàn mà lập nguyện rằng: tôi nhất quyết phải đọc tụng bộ kinh này, bất luận thế nào tôi cũng phải học thuộc bộ kinh này. Thế nhưng dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những người đó phát tâm bất khả tư nghì, có chí nguyện muốn đọc tụng các kinh điển Đại Thừa, và còn gặp được bậc minh sư tận tâm dạy cho cách đọc kinh, xem kinh nữa. Tuy nhiên họ cứ học thuộc rồi lại quên, mặc dù họ chăm chỉ cần cù học tập trong suốt một thời gian dài, có thể là trong vài tháng mà cũng có thể là trong một năm hoặc nhiều năm, họ vẫn không thể nào đọc cho trôi chảy, tụng cho nhuần nhuyễn được. Vì sao họ cứ học rồi lại quên, phải học đi học lại mãi như thế? Những kẻ thiện nam này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, đó là do bị nghiệp chướng từ đời trước ngăn che, khiến họ không thể nào thuộc được kinh điển. Vì nghiệp chướng mà họ cảm thấy lười biếng không muốn tụng kinh, vì nghiệp chướng mà lúc họ học kinh thì cơn buồn ngủ ập đến, vì nghiệp chướng mà lúc họ muốn đọc tụng thì đầu óc lại hôn trầm. Tuy nhiên cũng thật là kỳ lạ, khi không tụng kinh thì họ thấy đầu óc rất tỉnh táo, nhưng hễ tụng kinh thì họ lại cảm thấy buồn ngủ. Cứ đặt quyển kinh xuống không tụng nữa thì con ma ngủ bỏ đi, mà hễ cầm quyển kinh lên để tụng thì con ma ngủ lại kéo tới. Tôi tin rằng vài người trong quý vị đã có kinh nghiệm về việc này. Quý vị muốn nghe kinh ư? Ngay tức khắc cơn buồn ngủ xâm chiếm quý vị. Ngược lại, nếu quý vị nói chuyện thị phi, nói những chuyện vô ích, thì càng nói càng hăng say, càng nói càng hào hứng, nói đến nỗi nước miếng văng tới tấp như mưa vậy mà cũng chẳng thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ chút nào. Cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có tánh đọc tụng, do vì nghiệp chướng chưa được tiêu trừ nên họ không có khả năng đọc tụng, không có được sức nhớ dai, không thể học thuộc kinh điển Đại Thừa. Kinh văn: những hạng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cũng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì nên đem hết bổn tâm mà cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát, lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt dày về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng phải trí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiêng cữ ngũ tân, rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Những người thiện nam thiện nữ này trong giấc chiêm bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên đến chỗ họ, mà dưới nước quán đành cho. Những người này thức dậy liền được thông minh, các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn thì liền nhớ mãi, không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: những hạng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cũng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì nên đem hết bổn tâm mà cung kính bày tỏ. Bày tỏ tức là trình bày nói rõ ý kiến của mình. Bày tỏ ý kiến gì? Những người đó chớ nên buồn bã ưu sầu vì sự kém nhớ dễ quên, học đâu quên đó của mình. Chỉ cần khi họ nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, họ nên dốc trọn vẹn bổn tâm, tức là diệu minh chân tâm, cái tâm chân thật vi diệu sáng suốt của chính mình, chứ không phải cái tâm gian dối xảo trá, mà cung kính thưa trình với Địa Tạng Vương Bồ Tát, khấn nguyện rằng: Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin Ngài từ bi giúp con dẹp trừ con ma ngủ, xua tan mọi ma chướng đang ngăn che trí nhớ của con, để cho đầu óc con được sáng suốt minh mẫn, có khả năng ghi nhớ thật tốt. Rồi dùng hương hoa y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát. Thức uống ở đây không phải là rượu mà là nước lọc, nước đã đun sôi để uống. Quý vị chớ lầm thức uống này là rượu, không phải vậy đâu. Nếu quý vị uống rượu thì trí nhớ của quý vị sẽ càng tệ hại hơn nữa đấy. Quý vị đem các món đồ chơi cúng dường Bồ Tát để làm gì? Bồ Tát cũng cần đồ chơi sao? Bồ Tát cũng thích đồ chơi sao? Thật ra ngay cả các đồ chơi như trái banh của trẻ con để có thể đem cúng dường cho Bồ Tát Địa Tạng được cả. Địa Tạng Vương Bồ Tát không nhất thiết là sẽ chơi đá banh, nhưng nếu quý vị đem những đồ vật mà mình yêu thích đến cúng dường Ngài thì Ngài rất hoan hỷ. Lại đem một chén nước trong,
phải là thứ nước thật tinh khiết, không được dùng nước dơ, đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm. Những người đó nên lấy một chén nước trong đặt trước mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát để cúng dường suốt một ngày và một đêm. Sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt dày về hướng Nam. Khi nước sắp vào miệng thì phải trí tâm trịnh trọng. Lúc uống chén nước này, họ phải ngoảnh mặt về hướng Nam và phải hết sức cung kính, trân trọng, phải đem lòng trí thành khẩn thiết mà quán tưởng rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát đã gia trì chén nước này. Tôi nhận thấy rằng điều này vô cùng quan trọng. Uống nước xong phải cữ ngũ tân rượu thịt tá dâm vọng ngữ cùng các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Sau khi uống chén nước đó rồi thì đừng ăn năm thứ có mùi vị hăng nồng gọi là ngũ tân: tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, hưng cừ. Năm thứ này đều làm gia tăng sự hôn trầm, khiến con người trở nên ngu si thêm và tâm dâm dục càng lớn mạnh hơn. Cho nên chúng ta cần phải kiêng cữ. Cữ tức là kiêng cữ, không nên dùng. Những người đó phải cẩn thận tránh dùng năm món hăng nồng này. Đừng dùng rượu thịt, đừng có hành vi sắc dục, đừng nói dối và đừng làm những việc giết hại. Sau khi kiêng cữ ngăn ngừa như thế trong một tuần lễ hoặc ba tuần lễ, những người thiện nam thiện nữ này trong giấc chiêm bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên, pháp thân vô biên đến chỗ họ ở mà dưới nước quán đảnh cho. Dưới nước quán đảnh cho tức là Bồ Tát Địa Tạng dưới nước cam lồ trên đỉnh đầu của các thiện nam tín nữ đó. Trong 42 thủ nhãn có một ấn pháp gọi là tay cam lồ, cam lồ thủ. Đây chính là ấn pháp Bồ Tát dùng để quán đảnh cho quý vị. Tay cam lồ này hễ duỗi ra thì quý vị sẽ cảm thấy như được tắm mát, có nước xối xuống đầu mình cột rửa mọi cấu trược, trừ sạch hết thảy nghiệp chướng. Nếu quý vị tu tập ấn pháp tay cam lồ đến chỗ thành tựu thì trong tương lai quý vị cũng có thể quán đảnh cho người khác. Người tu tập theo pháp môn này quyết không được lười biếng, một ngày cũng không được gián đoạn, một ngày cũng không được trễ nải việc tu tập. Nếu bỏ sót một ngày không tu thì phải lặp lại lần nữa. Những người này thức dậy nên được thông minh. Quý vị có thấy kỳ lạ không? Họ ngủ một giấc, nằm mộng thấy mình được quán đảnh và khi thức dậy thì trở nên thông minh, mẫn tiệp. Quý vị nói có tuyệt diệu hay không chứ? Quý vị có muốn mình cũng được như thế không? Nếu muốn được như thế thì quý vị hãy làm thử xem sao. Các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn biển nhớ mãi, không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Trước kia thì họ hay quên, song bây giờ thì không còn quên nữa. Cho dù họ muốn quên cũng chẳng thể nào quên được. Những người này ngay cả một câu kinh, một bài kệ tụng cũng không hề quên. Quý vị xem đấy thật là mầu nhiệm không thể nói được. Cũng như có người tìm cách để đừng đến Phật giáo giảng đường nữa, song không nghĩ ra cách nào cả nên vẫn cứ đến đều đặn kỳ lạ như thế đó. Kinh văn. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có những người nào ăn mặc không đủ, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hưng suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các hoạn sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ, những người như thế thì nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà trí tâm cung kính, niệm đủ một vạn biến, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui. Đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thể đều an vui. Lược giảng. Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có những người nào ăn mặc không đủ, có nhiều người thích mặc áo quần mới nhưng không có tiền để mua sắm, cũng có người chịu mặc đồ cũ xong tất cả đều lại rách dưới, muốn tìm một bộ đồ cũ không vá mà chẳng thể nào tìm ra được. Đã vậy họ ăn bữa nay lo bữa mai, không biết bao nhiêu ngày mới được một bữa no, thường xuyên bị thiếu ăn thiếu mặc. Lại có những người cầu gì cũng trái nguyện. Trái nguyện tức là trái ngược với nguyện vọng. Họ cầu xin bất cứ điều gì cũng không được toại nguyện, ngay cả áo quần, các thức ăn uống đều không có. Quý vị nghĩ xem, những việc khác cả không thể nào toại ý được. Hoặc nhiều bệnh tật, có nhiều người thì cứ bị ốm đau bệnh hoạn liên miên. Họ đi làm công buôn bán, hoặc bằng cách nào đó đã kiếm được một ít tiền, tính ra thì cũng đủ sống trong vài tháng, nhưng không may lại bị ngã bệnh bất ngờ, thế là phải tốn tiền đi khám bác sĩ, rồi tiền mua thuốc và cả tiền nằm bệnh viện nữa. Vì không có tiền để mua bảo hiểm cho nên họ không có bảo hiểm về sức khỏe. Do đó hết có bệnh thì bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều phải đem ra để trang trải. May mắn lắm thì vừa hết tiền thì bệnh cũng vừa khỏi. Khỏi bệnh rồi thì lại phải tìm cách kiếm tiền. Kiếm được tiền rồi thì lại ngã bệnh nữa, đó gọi là nhiều bệnh tật. Vì sao lại như thế ư? Đó chính là nghiệp chướng. Hoặc nhiều sự hung suy. Hung là hung tướng không tốt lành, suy cũng là không tốt lành. Hung suy là việc dữ không tốt đẹp gì cả.
Nhà cửa không yên ổn, trong nhà cũng không được êm ấm. Không phải là ngôi nhà không an ổn, mà là những người sống trong nhà không được an ổn. Quyến thuộc bị phân tán, bà con ruột thịt trong gia đình bị chia lìa, không thể thường xuyên gặp gỡ. Hoặc các hoạn sự cứ xảy đến làm thiệt thân. Có nhiều người thường gặp những chuyện rủi ro bất ngờ không tốt cho thân thể. Nhiều việc trái nghịch xảy đến nơi thân thể, không thuận cho thân thể. Thí dụ như quý vị muốn không bị bệnh thì cơ thể lại cứ ốm đau quặt quẹo. Khi ngủ thường bỗng thấy điều kinh sợ. Có người trong lúc ngủ thường bỗng mị thấy những việc đáng sợ. Chẳng hạn nằm mơ thấy có người đến giết mình, có người cầm súng bắn mình. Hoặc thấy mình đang đi dưới chân một ngọn núi thì bỗng dưng có những tảng đá lớn, nặng đến cả mấy ngàn tấn từ trên đỉnh núi ảo ảo lăn xuống, tưởng chừng như sắp đè chết mình. Hoặc thấy mình đang đứng dưới một bức tường, bỗng dưng tường đổ sụp xuống, suýt bị đè chết. Bấy giờ trong giấc mộng, người ấy sợ hãi khiếp đảm đến nỗi toàn thân đều toát mồ hôi. Những người như thế, những người thiếu ăn thiếu mặc, cầu gì cũng không được tại nguyện, lại thường đau ốm, gặp nhiều sự không may, gia đình không êm ấm, thuận hòa, thân thuộc bị chia cách, luôn bị ác mộng. Khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà trí tâm cung kính niệm đủ một vạn biến, thiết tha thành khẩn chỉ niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát cho được một vạn lần, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui. Trước kia thì họ không được an vui, bây giờ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ một vạn lần, trong lòng cảm thấy an vui, thư thái. Đồ ăn mặc dư dật, lúc trước thì không đủ cơm ăn áo mặc, không có áo quần cũng không có gì để ăn. Sau này thì cái ăn cái mặc đều sung túc dư giả, cái gì cũng có cả, nên họ cảm thấy rất an vui, cho đến trong giấc mộng thảy đều an vui. Kinh văn, lại nữa này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, hoặc vì việc khẩn cấp mà phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển cho đến gặp nước lớn hoặc đi ngang hiểm đạo, người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến, thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho đến dẫu gặp cọp sói sư tử cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm thương tổn đến được. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp, lại nữa này Bồ Tát Quán Thế Âm và đời vị lai, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, như có kẻ gặp phải vấn đề sống chết cần phải báo tin cho một ai đó, hoặc vì việc khẩn cấp mà phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển cho đến gặp nước lớn, hoặc đi ngang hiểm đạo. Hiểm đạo tức là nơi vô cùng nguy hiểm, thường có các thú dữ như chó sói, cọp beo rình rập, hoặc bọn thổ phỉ trực sẵn để cướp bóc. Người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến. Những người vì công việc phải dấn thân vào những chốn hiểm nguy như thế, thì trước khi lên đường họ nên thành tâm chỉ niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát đủ số 10.000 lần. Vì sao? Bởi nếu họ làm được như thế thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc. Cho đến dẫu gặp cọp sói sư tử, các mãnh thú có thể ăn thịt người cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm thương tổn đến được. Ngay cả những mãnh thú hay ăn thịt người cũng như các thứ độc hại khác thảy đều không thể nào gây tổn hại cho người đó được. Nay những người sắp sang Đài Loan thọ cụ túc giới năm 1969 cũng trở nên lo lắng thái quá, đi bằng máy bay cũng không có việc gì đâu. Chỉ cần quý vị dụng công tu tập 42 thủ nhãn và chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì tôi có thể bảo đảm cho sự an toàn của quý vị. Kinh văn, Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng có đại nhân duyên với cõi Diêm Phủ Đề, nếu nói về những việc lợi ích, nhờ được thấy, được nghe của chư chúng sanh thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Vì thế này Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này, làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà trong trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự an lạc. Lược giảng, Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng có đại nhân duyên với cõi Diêm Phủ Đề, nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy được nghe của chư chúng sanh trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn có nhân duyên rất lớn với tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Giả sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại tỉ mỉ về những lợi ích có được nhờ trông thấy hình tượng và nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì cho dù trải qua cả trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, thậm chí cả trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nào nói hết được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp,
Vì thế, này Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này, làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà trong trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự an lạc. Ông hãy dùng sức thần thông của mình mà lưu thông phổ biến kinh Địa Tạng, khiến cho hết thảy chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn này trong trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp mãi mãi được yên ổn, vui vẻ. Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, hằng hà xa kiếp nói chẳng cùng, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự, hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ xa vào đường ác, trí tâm quy y thân đại sĩ, thọ mạng truyền tăng tội chướng trừ. Lược giảng: Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại e rằng có những hạng chúng sinh nghe chưa được rõ, hiểu chưa được thấu đáo, cho nên Ngài dùng lối kệ tụng để chúng tuyên một lần nữa. Vậy Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, hằng hà xa kiếp nói chẳng cùng. Ta Phật Thích Ca Mâu Ni quán ra sức thần thông cùng oai đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát và nhận thấy rằng cho dù có dùng khoảng thời gian dài trải qua số kiếp nhiều như số cát sông Hằng để nói về sức oai thần này thì cũng khó mà nói cho hết được. Thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, lợi ích trời người vô lượng sự. Nếu người nào trông thấy hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát và nghe được danh hiệu của Ngài mà liền sanh lòng cung kính đảnh lễ, dù chỉ trong một niệm ngắn ngủi, thì trong tương lai người đó sẽ được hưởng vô lượng vô biên sự lợi ích như được sanh lên cõi trời hoặc sanh ở cõi người. Hoặc nam hoặc nữ hoặc rồng thần, báo tận sẽ xa vào đường ác, trí tâm quy y thân đại sĩ, thọ mạng chuyển tăng tội chướng trừ. Giả sử có người nam người nữ hoặc có vị trời rồng quỷ thần nào mà thân chánh báo đã hết, thọ mạng đã mãn, sắp phải bị đọa vào ba đường ác, nếu kẻ ấy có thể thành tâm khẩn thiết quy y Bồ Tát Địa Tạng thì tuổi thọ của kẻ ấy sẽ được gia tăng và hết thảy tội chướng sẽ được tiêu trừ. Kinh văn: Trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu, anh em chị em cùng thân thuộc sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau, hoặc nặn hoặc vẽ hình đại sĩ, cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát tất hiện thân vô biên, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu ra ác thú cũng ra mau, nếu được sơ tâm chẳng thối thất, liền đặng xoa đảnh thọ thánh ký. Được giảng: Trẻ thơ sớm mất tình phụ mẫu, chẳng rõ thần hồn lạc nơi đâu. Có nhiều người lúc còn thơ ấu đã bị lâm vào tình cảnh thiếu thốn tình gia đình do bị mất cha mất mẹ hoặc mất anh chị em quá sớm. Thế nên đến khi khôn lớn trưởng thành, những kẻ mồ côi đó thường ưu tư khắc khoải, không biết thân nhân của mình thắc sanh ở chốn nào, hồn phách phiêu bạt nơi đâu. Anh em chị em cùng thân thuộc sanh trưởng đến nay chẳng biết nhau. Lại có những kẻ từ lúc sanh ra cho đến nay chưa hề gặp, chưa hề biết mặt anh em chị em cùng những người bà con ruột thịt của họ. Hoặc nặn hoặc vẽ hình đại sĩ, cảm thương chiêm lễ chẳng muốn rời. Những người ấy hoặc dùng đất sét, gỗ, đá, đồng sắt, vàng bạc để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc tô vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng trên giấy. Bấy giờ trong lòng họ nảy sinh cảm giác buồn rầu đau xót, cứ lưu luyến ngắm nhìn và thường xuyên thành tâm đảnh lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng không muốn xa rời. 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát tất hiện thân vô biên, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau. Trong suốt thời gian 3 tuần lễ, nếu những người đó có thể lúc nào cũng một lòng chỉ niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì Ngài sẽ thể hiện pháp thân vô biên mà báo cho biết nơi thác sanh của cha mẹ hoặc anh em chị em của họ. Trong trường hợp thân nhân của họ đang bị đọa lạc trong 4 đường ác thì cũng sẽ mau chóng được thoát ra. Nếu được sơ tâm chẳng thối thất, liền đặng xa đảnh thọ thánh ký. Giả sử những người đó có thể kiên trì, không thối chuyển, không quên mất cái tâm niệm ban đầu, thì bây giờ sẽ được Bồ Tát Địa Tạng xa đảnh thọ ký cho. Kinh văn: Bồ đề vô thượng muốn tu hành, thậm chí lìa xa khổ tam giới. Người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ. Hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng. Có người phát tâm tụng kinh điển, bốn độ quần mê vượt bỉ ngạn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên luôn sót mất. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được. Cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng ngoạn cụ, bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống, sanh lòng trân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ,
21 ngày liền chớ sát sanh, trí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh. Trong mộng tất thấy thân vô biên, thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Chính nhờ đại sĩ bất tư nghỉ, thầm giúp người kia được huệ tài. Lược giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Bồ đề vô thượng muốn tu hành, thậm chí lìa xa khổ tam giới, người này đã phát đại bi tâm, trước nên chiêm lễ tượng đại sĩ, hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đọng. Giả sử có những người thiết tha muốn tu tập đạo giác ngộ cao tột, cho đến phát tâm cầu thoát khỏi mọi khổ não trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, những kẻ đã phát tâm từ bi rộng lớn dường ấy, thì trước tiên nên đối trước tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà chí thành cung kính, chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Được như thế thì tất cả các nguyện ước mong cầu của họ đều thành tựu một cách mau chóng và mãi mãi không có nghiệp chướng nào có thể ngăn cản sự tu đạo của họ. Có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê vượt bỉ ngạn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên luôn sót mất. Giả sử có những người phát tâm Bồ Tát Đại Thừa muốn học thuộc tụng niệm các kinh điển Đại Thừa. Vì sao chúng ta học kinh điển? Chính là vì muốn cứu vớt tất cả chúng sanh, những kẻ còn trầm luân mê muội, ra khỏi tam giới đến được bờ giác ngộ ở bên kia. Tuy lập thệ nguyện không thể nghĩ bàn như thế, nhưng đối với kinh điển Đại Thừa họ đọc qua một lần cũng không nhớ được, đọc lại lần thứ hai cũng vẫn quên, cứ đọc rồi lại quên, đọc rồi liền quên luôn sót mất. Có nghĩa là học đâu quên đó, không thể nào nhớ được những chữ những câu trong kinh điển. Thậm chí nhìn vào kinh để đọc cũng đọc sai nữa, cho nên càng không thể nào học thuộc được. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được. Vì sao những người này gặp phải tình trạng như vậy? Bởi vì họ bị nghiệp chướng rất nặng nề ngăn che, khiến họ không thể nhớ được kinh điển. Đối với kinh điển đại thừa, họ làm cách nào cũng không thể học thuộc được. Vậy thì phải làm thế nào? Cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục uống ăn cùng ngoạn cụ. Những người này nên dùng hương hoa, đèn dầu, đèn cầy, trái cây hoặc y phục còn mới, thực phẩm tươi tốt, cũng như các món đồ chơi để cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngoài ra họ cũng nên bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống. Lại đem một chén nước sạch đặt trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong suốt một ngày một đêm quỳ trước tượng mà dập đầu đảnh lễ. Sau đó mới bưng chén nước và quay mặt về hướng nam mà uống cạn. Sanh lòng trân trọng cứ ngũ tân, phải phát lòng ân cần, trân trọng, hết sức, thiết tha, thành khẩn, không được thờ ơ lơ đãng và tuyệt đối không được ăn năm thứ hăng nồng là tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, hương cừ. Ăn năm loại này thì trong miệng có mùi rất hôi hám, nên đối với việc tụng kinh và đối với Đức Phật đều là một sự bất kính, vì thế mà phải ngăn cấm. Rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ, ngoài ra cũng phải tuyệt đối cấm dùng rượu thịt, cấm tà dâm và cấm nói dối. Đó cũng chính là tuân thủ năm giới cấm: không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. 21 ngày liền chớ sát sanh. Trong 3 tuần lễ, tức là 21 ngày, phải không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh. Chí tâm tức là không xen tạp niệm nào khác, chỉ thuần thành một lòng chỉ niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng nhớ nghĩ về nguyện lực và việc làm của Ngài mà thôi. Trong mộng tất thấy thân vô biên, nếu có thể trí tâm thuần thành đến cực điểm thì trong giấc ngủ sẽ trên bao thấy được hình tượng pháp thân vô biên của Bồ Tát Địa Tạng. Thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Và đến lúc thức dậy thì sẽ được nhĩ căn lành lợi, nhạy bén, điều gì cũng chỉ nghe một lần là nhớ mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên. Các kinh giáo, kinh điển đại thừa, họ chỉ cần nghe qua một lần thì trong ngàn vạn đời còn không quên nghĩa lý hàm chứa trong kinh, huống chi là một đời. Chính nhờ đại sĩ bất tư nghỉ, thẩm giúp người kia được huệ tài. Những nhân duyên đã nói ở trước là do thần thông không thể nghĩ bàn, cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng mà có được. Ngài Địa Tạng có thần lực cảm ứng đạo giao, có thể khiến cho người kém trí nhớ có được trí nhớ tốt, kẻ ngu si kém cỏi được trở thành thông minh lanh lợi. Kinh văn: chúng sinh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng, trí tâm chiêm lễ tượng Địa Tạng, tất cả việc ác thầy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn, quỷ thần ủng hộ dư ăn mặc. Muốn vào núi rừng qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác,
ác thần ác quỷ với ác phong, hết thảy tai nạn mọi khổ não. Chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ Tượng, núi rừng biển cả dẫu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Quán Âm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, rộng tuyên đại sĩ sức như vậy. Như người nghe đến Địa Tạng dành, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ hương hoa thực phẩm và y phục cúng dường trăm ngàn, hưởng diệu lạc. Nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật thoát sanh tử. Vì thế Quán Âm ông hãy nên bỏ khắp hàng xa các cõi nước, lược giảm chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc. Giả sử có những chúng sanh rất nghèo nàn khốn khổ, thường ốm đau bệnh hoạn, nhà cửa xảy ra nhiều tai họa, nắm việc không may, gia cảnh sa sút lụn bại, hoặc họ hàng thân thuộc bị chia lìa xa cách, khiến cho họ trong lúc ngủ cứ gặp toàn ác mộng, trên bao thấy những việc hung hiểm đáng sợ. Cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng, toại lòng tức là vừa lòng hợp ý, cầu chi được nấy. Có nhiều người bất luận phát thệ nguyện gì hoặc mong cầu điều gì thì đều bị trái nghịch, không được toại nguyện, không được như ý mình mong đợi. Thậm chí trong lúc nằm mộng mà cầu xin việc gì cũng bị trái với tâm nguyện của mình. Chí tâm chiêm lễ tượng Địa Tạng, tất cả việc ác thảy tiêu trừ, cho đến mộng mị đều an ổn, bất luận có vấn đề khó khăn nan dài gì. Chỉ cần quý vị chí thành khẩn thiết đến trước tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúi đầu đảnh lễ thì mọi việc xấu, mọi điều ác, vô hình chung đều được tiêu tan, tất cả sẽ trở nên kiết tường, thuận lợi. Thậm chí trong giấc ngủ mộng mị cũng đều bình an tốt lành, quỷ thần ủng hộ dư ăn mặc. Quý vị thường chiêm ngưỡng lễ lại Bồ Tát Địa Tạng thì hết thảy quỷ thần đều theo bảo vệ và khiến cho tất cả sự việc của quý vị đều được như ý tốt đẹp, y phục, vật thực đều được dồi dào, dư ăn dư mặc. Muốn vào núi rừng qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác. Giả sử có những người phải dấn thân vào hiểm đạo như vào rừng sâu núi cao, hoặc vượt qua biển cả gió to sóng lớn nơi có người ác, giặc cướp hoặc rồng độc thú dữ hổ beo luôn rình rập, ác thần ác quỷ với ác phong. Đừng cho rằng các vị thần đều là thiện thần cả đâu, thần cũng có thiện thần ác thần và quỷ cũng có thiện quỷ ác quỷ. Ngay cả gió cũng có gió dữ ác phong, tức là sóng gió do yêu ma quỷ quái gây nên. Hết thảy tai nạn mọi khổ não, chỉ cần chiêm lễ cùng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát Đại Sĩ Tượng. Trước khi phải đối diện với những tai nạn, những sự thống khổ như thế, quý vị nên chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường thánh tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì núi rừng biển cả dẫu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Bấy giờ các ác nhân, ác thú, ác cầm ở chốn núi rừng cùng các ác long, ác quỷ, ác thần nơi biển cả, hết thảy sự ác đều sẽ bị tiêu diệt, bạt tâm bạt tích. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp: Quán Âm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, rộng tuyên đại sĩ sức như vậy. Này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông hãy trí tâm lắng nghe ta nói đây, oai thần nguyện lực và hết thảy mọi thứ của Bồ Tát Địa Tạng đều là bất khả tư nghị, không thể suy lường, không thể bàn luận. Chớ bảo rằng ta tuyên nói trong một thời gian ngắn ngủi như thế, cho dù có nói suốt cả thời gian dài bằng cả trăm ngàn vạn ức kiếp đi chăng nữa cũng chẳng thể nào nói cho xiết được. Nhưng người nghe đến Địa Tạng danh, thậm chí thấy hình cùng chiêm lễ hương hoa thực phẩm và y phục. Nếu có người nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc không chỉ nghe danh mà còn thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa, hoặc là đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chiêm ngưỡng lễ bái, dùng đủ thứ hương hoa y phục, đồ ăn thức uống để cúng dường, thì cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc. Bởi cúng dường Bồ Tát Địa Tạng thì thù thắng hơn cúng dường các Bồ Tát khác gấp trăm ngàn vạn ức lần, cho nên trong tương lai nhất định sẽ được hưởng sự diệu lạc thù thắng. Nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật thoát sanh tử. Nếu quý vị có thể đem công đức có được từ sự cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái Bồ Tát Địa Tạng hoặc xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì tương lai quý vị nhất định sẽ thành Phật liễu sanh thoát tử. Vì thế Quán Âm ông hãy nên bảo khắp hàng xa các cõi nước. Thế nên này Bồ Tát Quán Thế Âm, ông cần phải biết rằng ông nên đi tuyên nói công đức thần thông diệu dụng của Bồ Tát Địa Tạng, phổ cáo cho khắp chúng sanh trong hàng hà sa số cõi nước được biết rõ, thay thế Bồ Tát Địa Tạng hoằng dương nguyện lực của ông ấy. Đó chính là việc mà ông cần phải làm vậy.
Đây là phẩm giao phó cho trời người, trúc lỵ nhân thiên, phẩm thứ 13 và cũng là phẩm cuối cùng của bộ kinh Địa Tạng. Thế nào gọi là trúc? Trúc là trúc phó, có nghĩa là giao phó, ủy thác cho. Lỵ là lao lỵ, tức là khó nhọc, mệt nhọc. Trúc lỵ nhân thiên có nghĩa là phó thác cho loài người ở nhân gian và thiên nhân trên cõi trời công việc hoằng dương kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, làm cho bộ kinh này được truyền bá rộng rãi, khiến tất cả chúng sanh đều được thấm nhuận những lợi ích của pháp môn này. Kinh văn. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: Này Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ, một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới mà giao phó cho ông. Ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián, cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ước kiếp không lúc nào ra khỏi. Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề này trí tánh không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiều. Lược giảng, lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát mà bảo rằng: Trong Phật giáo, so đảnh là một cử chỉ biểu lộ lòng từ bi ái hộ. Ở phẩm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã so đảnh Bồ Tát Địa Tạng rồi. Bây giờ Đức Phật lại đặc biệt so đảnh vị Đại Bồ Tát này thêm một lần nữa rồi nói rằng: Này Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông khó thể nghĩ bàn. Thần thông của ông, năng lực của ông thật không có vị Bồ Tát nào có thể sánh bằng. Sức thần thông này vốn chẳng thể suy lường, chẳng thể luận bàn, có thể nói rằng trội hơn tất cả và là một sự đặc biệt trong những sự đặc biệt. Thần lực của Bồ Tát Địa Tạng thật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể bàn được. Đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Ngài từng phát nguyện rằng: Địa ngục chưa trống không, tôi thề chưa thành Phật, chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Tâm lượng đại từ đại bi bao la như thế rất hiếm có, các vị Bồ Tát khác không có vị nào phát đại nguyện lực lớn lao dường ấy, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có nguyện lực đại từ đại bi như vậy. Trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng cũng rất ít Bồ Tát có thể sánh kịp, cho đến đại trí đại huệ của Ngài cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Biện tài của ông không thể nghĩ bàn, có bốn loại biện tài vô ngại là từ vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện và pháp vô ngại biện. Tài biện luận không hề bị trở ngại của Bồ Tát Địa Tạng cũng chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn được. Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được. Giả sử có thỉnh mời chư Phật trong khắp mười phương ngợi khen những kỳ tích bất khả tư nghị cũng như những sự vi diệu về thần lực, đức từ bi, trí huệ cùng biện tài của Bồ Tát Địa Tạng, thì cho dù trải qua một ngàn đại kiếp, một vạn đại kiếp cũng không thể nào kể cho xiết, nói cho cùng được. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông hãy nhớ hôm nay ta Phật Thích Ca Mâu Ni trong cung trời Đao Lợi, nơi đại hội có trăm ngàn vạn ức không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cùng Thiên Long Bát Bộ, trời rồng Dạ Xoa, cả Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cổ nhân và phi nhân, một lần nữa đem các chúng sanh trong cõi trời người, những chúng sanh ở cõi người và những chúng sanh trên cõi trời, những kẻ còn ở trong nhà lửa chưa ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà giao phó cho ông. Ta này phó thác gửi gắm những chúng sanh này cho ông. Vậy ông đừng để cho các chúng sanh đó bị đọa vào đường ác, dù là một ngày một đêm, huống là để cho họ phải đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, trải đến ngàn vạn ước kiếp không lúc nào ra khỏi. Ông cần phải bảo hộ tất cả những chúng sanh đó, làm cho họ không bị đọa lạc vào ác đạo. A Tỳ cũng gọi là vô gián. Địa ngục đại A Tỳ chính là địa ngục đại vô gián. Quý vị nên biết, một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương, dài bằng 50 năm ở cõi nhân gian chúng ta. Còn một ngày một đêm ở cõi nhân gian chúng ta, thì dài bằng 500 năm ở chốn địa ngục. Tại sao như vậy? Bởi vì đời sống ở cõi trời vô cùng sung sướng, mà khi vui vẻ sung sướng thì người ta cảm thấy thời giờ trôi qua rất nhanh.
ở cõi nhân gian vì có khổ não, cho nên 50 năm của chúng ta là một thời gian rất dài, song đó chẳng qua chỉ bằng một ngày một đêm trên cõi trời mà thôi. Lại nữa, một ngày một đêm ở cõi nhân gian của chúng ta thì tương đương với 500 năm ở chốn địa ngục. Nếu so với cõi nhân gian thì ở địa ngục còn thống khổ hơn nhiều, mà khi phải chịu thống khổ thì người ta cảm thấy thời giờ trôi qua rất chậm chạp. Như khi chúng ta phải làm một việc gì đó chẳng hạn, nếu trong lòng cứ đắn đo phiền muộn thì sẽ thấy ngày dài lê thê, còn nếu tâm trí thời thới vui vẻ thì lại thấy thời giờ trôi qua vụn vụt, hết một lúc ngày lúc nào không hay. Sau khi căn dặn Bồ Tát Địa Tạng chớ để cho các chúng sanh đó bị đọa vào địa ngục vô gián dù chỉ trong một ngày, một đêm, huống hồ là vĩnh viễn không có ngày được thoát ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi: Này Địa Tạng, chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phủ Đề này trí tánh không định, kẻ quen theo thói ác thì nhiều. Trí khí và tâm tánh của tất cả chúng sanh ở thế giới kham nhẫn, tức cõi Ta Bà ở Nam Thiện Bộ Châu đều không được an định. Có lúc họ tin, có lúc họ lại không tin, cứ luôn thay đổi. Đã thế đa số lại tiêm nhiễm nhiều thói ác. Ví dụ như, có nhiều người, nếu quý vị mời họ đến nghe kinh thì họ lại có vẻ không thích, không hăng hái lắm. Đặc biệt là họ còn lo sợ rằng nghe kinh rồi thì bao nhiêu tội ác của họ sẽ biến mất hết. Vì sao ư? Đó là vì họ đã quen làm điều ác, lại còn tìm cách che đậy tội lỗi của mình, không muốn sửa đổi, chẳng chịu hối cải. Ví dụ trò cờ bạc, nhiều người chẳng cần phải có ai bày vẽ cho cả, chỉ đến dòng bài nhìn lướt qua một lượt là tự nhiên biết cách bấm máy, thắng hay thua, được hay mất, cứ từ từ tự rút kinh nghiệm. Những người thường đến các sòng bài ở Reno, Las Vegas đều rất thông minh, họ chỉ nhìn thoáng qua là biết cách chơi ngay, chẳng cần ai chỉ dẫn mà vẫn rất thành thạo. Tuy nhiên nếu quý vị bảo họ học điều hay lẽ phải, thì dù có tận tâm dạy dỗ đến thế nào đi nữa họ cũng không lãnh hội được, cho nên nói kẻ theo thói ác thì nhiều. Đức Phật đã sớm biết rõ mọi thứ, thói hư tật xấu của chúng sanh chúng ta. Nhìn chúng sanh chúng ta ngài thấu rõ được đến tận xương tủy, biết được những gì đang tiềm ẩn trong tận cùng tâm tánh của chúng ta. Kinh văn: Dầu phát hiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ước để hóa độ, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ. Lược giảng: Dầu phát hiện tâm nhưng chốc lát liền thối thất. Chốc lát là khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, chỉ trong một thoáng là liền thối thất thiện tâm, không còn gì cả. Nhiều người phát tâm làm việc thiện nhưng chẳng được bao lâu lại hối tiếc: Ôi, tôi bố thí nhiều như vậy, chẳng biết có được đền bù cái gì không? Như vua Lương Võ Đế cũng đã từng thắc mắc: Tôi cất biết bao nhiêu là cảnh chùa, giúp độ được biết bao nhiêu là tăng sĩ, lại từng bố thí cúng dường nhiều vô số kể, vậy chẳng hay công đức của tôi to lớn đến cỡ nào, chẳng hay tôi có được công đức hay chăng? Và sau đó thì nhà vua lại sanh lòng thối chuyển. Nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng. Ác duyên tức là duyên bất tịnh, mà duyên bất tịnh lại chính là nhân duyên đọa lạc. Phàm quý vị gây ra những nhân duyên đọa lạc thì đều được xem như là gây tạo ác duyên, chẳng hạn như làm những việc ngu xuẩn, khởi lòng sân hận hoặc sanh lòng tham vậy. Nếu quý vị có tâm tham dục thì sẽ tham tài tham sắc, có tâm sân hận thì sẽ muốn giết người đốt nhà, có tâm ngu si thì sẽ muốn đạt được những điều không thể đạt được, đó đều là những ác duyên. Một khi gặp phải ác duyên thì thói ác mỗi niệm mỗi tăng trưởng, cái niệm xấu ác, cái tâm xấu ác mỗi lúc mỗi lớn mạnh hơn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Vì thế cho nên ta phải phân thân này ra làm trăm ngàn ước để hóa độ, bởi chúng sanh khó độ như vậy, dầu họ có phát thiện tâm đi nữa thì cũng chỉ trong khoảnh khắc là liền thối thất. Nếu lại gặp ác duyên thì tâm ác càng lúc càng tăng trưởng, cho nên ta Phật Thích Ca Mâu Ni phải phân chia thân hình của ta, dùng trăm ngàn vạn ước pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, tùy theo căn tánh mà độ thoát cho họ, khiến cho tất cả đều được ly khổ đắc lạc. Kinh văn: Này Địa Tạng, này ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà trồng chút thiện căn chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó làm cho lần lần tu đạo vô thượng, chớ để thối thất. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói: Này Địa Tạng, này ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông, ta kỳ vọng rất lớn nơi ông, ta đem hết thảy chúng sanh trên cõi trời và ở cõi nhân gian mà phó thác gửi gắm cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào
Đời vị lai tức là chỉ cho thế hệ chúng ta, bao gồm tất cả quý vị và tôi hiện nay. Đương thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ký hiệp ước phó thác chúng sanh cho Bồ Tát Địa Tạng. Trong số các chúng sanh đó thì có nói là các thiện nam, thiện nữ, thì có cả quý vị và tôi nữa. Bởi Đức Phật có nói là các thiện nam, thiện nữ, quý vị đều là những thiện nam tử, thiện nữ nhân, mà tôi cũng là một trong những thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta tuyệt đối không phải là các ác nam tử, ác nữ nhân. Ác nam tử, ác nữ nhân thì không thể nào ngồi yên ở đây được. Bởi nếu đến đây, họ sẽ ngồi trên ghế nệm êm ái mà cứ thấy xốn xang như ngồi trên bàn đinh, chỉ trực nhổm dậy bỏ chạy. Còn quý vị là những thiện nam tử, thiện nữ nhân, hết đến được chốn này thì ngồi xuống rồi là không muốn bỏ đi nữa. Càng nghe giảng càng thấy thích thú, càng thấy thấm thía, có ý nghĩa, cho nên chẳng muốn ra về. Ở trong Phật Pháp mà trồng chút thiện căn, quý vị xem chúng ta có hy vọng rồi đó. Tất cả chúng ta đều không nên lo lắng, bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng đã ký hiệp ước với nhau rồi, đã bàn giao hết sức rõ ràng rồi. Đức Phật nói rằng trong Phật Pháp, nếu có kẻ nào chỉ cần trồng một chút căn lành, chừng bằng một mảnh lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, thì ông Bồ Tát Địa Tạng nên dùng đạo lực mà ủng hộ người đó. Tuy rằng việc thiện mà họ làm được còn ít ỏi, nhưng đều phát xuất từ thiện tâm. Ông phải dùng đạo nhãn để quan sát, vận dụng đạo lực, thần thông, thần lực, đức từ bi, trí huệ, biện tài của mình để bảo vệ ủng hộ những người mới trồng được đôi chút thiện căn này, làm cho lần lần tu đạo vô thượng chớ để thối thất. Ông phải khiến cho họ mỗi ngày mỗi tu nhiều thêm một chút, mỗi ngày mỗi hiểu rõ về đạo vô thượng hơn một chút, đừng để cho họ thối thất tâm bồ đề. Có người hoài nghi, trong kinh nói rằng mặc dù trồng ít căn lành như vậy mà vẫn được Bồ Tát Địa Tạng ủng hộ, song chúng con làm rất nhiều việc thiện mà sao lại không thấy có được sự ủng hộ của Ngài? Vì sao chúng con chưa thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đến ủng hộ mình? Quý vị chưa thấy Bồ Tát Địa Tạng ủng hộ quý vị ư? Quý vị có biết được không? Quý vị thử nghĩ lại xem. Quý vị có từng bị xe đụng đáng lẽ phải chết, thế mà quý vị chỉ bị thương xoàng thôi, chứ không nguy đến tánh mạng. Đó chính là nhờ Bồ Tát Địa Tạng âm thầm che chở cho quý vị vậy. Hoặc là quý vị có lúc đang đau nặng thì bỗng dưng được thuyên giảm bình phục. Nếu không phải nhờ Bồ Tát Địa Tạng che chở thì quý vị có thể có được sự cảm ứng như thế chăng? Lại có người nói, con chưa hề bị xe đụng, cũng chẳng hề đau ốm, thế thì Bồ Tát Địa Tạng không che chở cho con sao? Ồ, thế ông còn nhớ không, có một lần ông đi biển, thuyền tròng trành cơ hồ sắp lật úp vậy, nhưng Bồ Tát Địa Tạng đã phù hộ ông khiến thuyền không bị lật. Có điều là ông không hay không biết gì đó cả thôi. Lại có người nói, con chưa hề đi thuyền thì ông có đi máy bay rồi, và máy bay chẳng gặp rủi ro, đó cũng là nhờ được sự bảo hộ của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Lại cũng có nhiều người ngồi trên máy bay mà cứ nơm nớp lo sợ, chẳng biết máy bay có bị rớt hay không, bay cao đến thế kia. Tại sao họ sợ? Đó là do trong quá khứ họ đã gây tạo nghiệp chướng quá nặng nề, cho nên bây giờ sợ rằng nghiệp chướng này sẽ hại mình bị đọa thêm, vì thế mới sanh lòng sợ hãi. May thay họ đã học Phật Pháp cho nên phi cơ không bị rớt. Có người lại nói, tôi không sợ gì cả. Ông không sợ gì cả ư? Đó là nhờ Bồ Tát Địa Tạng phù hộ và ban cho ông lòng can đảm đấy. Trên đây là một vài trường hợp điển hình về sự linh cảm của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bất luận quý vị là ai, tất cả quý vị đều nên tin tưởng Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Ngài đã ký hiệp ước tại cùng trời Đào Lợi. Ngài sẽ bảo hộ quý vị, tôi và tất cả chúng sanh đời hiện tại, bởi vì đó là trách nhiệm của Ngài, quý vị không thể không tin tưởng. Kinh văn, lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, hoặc trời hoặc người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng đọa lạc vào ác đạo. Lúc sắp bị đọa ác đạo, hoặc vừa đến ngưỡng cửa, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu kinh, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó. Và chỗ của các người đó hiện thân vô biên, vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, lược giảng, lại nữa này Địa Tạng, ta lại bảo thêm cho ông rõ một đôi điều nữa. Trong đời vị lai, hoặc trời hoặc người, phải tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng, đọa lạc vào ác đạo. Lúc sắp bị đọa ác đạo, hoặc vừa đến ngưỡng cửa, giả sử vào đời sau có những thiên nhân trên cõi trời hoặc những người ở cõi nhân gian vì nghiệp chướng mình chót gây tạo nên phải chịu quả báo bị đọa vào ba đường ác, thì ngay khi họ sắp sửa đọa lạc trong đường ác hoặc vừa đến trước cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu kinh, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa,
thì ông hãy dùng thần lực phương tiện để cứu vớt các chúng sanh đó. Ông hãy vận dụng sức thần thông của mình, đồng thời khéo dùng các quyền xảo phương tiện để cứu hút độ họ. Đồng thời ở chỗ của các người đó hiện thân vô biên, ngay tại nơi mà những người đó đang cư ngụ, ông hãy hiện bày thân vô biên, thì hiện thần thông với đại oai thần, đại oai đức vô biên của mình. Ông hãy vì họ mà phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh thiên. Ông hãy vùng tích trượng, mở tan cửa địa ngục, phóng thích loài ngạ quỷ, khiến những chúng sanh đang chịu tội khổ đều được sinh về cõi trời, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng kệ tụng để chúng tuyên lại nghĩa trên như sau. Kinh văn: Hiện tại vị lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần dạy bảo ông dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ để đọa vào các ác đạo. Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp mà có một niệm cung kính, con cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó, làm cho mau được giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành, thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, vĩnh viễn được không còn thối chuyển. Lược giảng. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kệ rằng: Hiện tại vị lai chúng thiên nhân, nay ta ân cần dạy bảo ông. Ta hiện nay với lòng hy vọng to lớn nhất, rất ân cần, rất trịnh trọng, giao phó cho ông một việc. Ta đem tất cả thiên nhân trên cõi trời, loài người ở nhân gian, cùng hết thảy chúng sanh trong đời hiện tại và vị lai mà phó thác cho ông, Bồ Tát Địa Tạng. Dùng đại thần thông phương tiện độ, chớ để đọa vào các ác đạo. Ông hãy dùng sức thần thông vĩ đại nhất của mình, đồng thời khéo léo vận dụng các quyền xảo phương tiện, ngõ hầu có thể độ thoát hết thảy các chúng sanh đó, đừng để cho họ bị đọa lạc trong các đường ác của Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát quỳ gối. Đây là một vị đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, là một vị Bồ Tát xuất chúng, ngài có đại thần thông, đại từ bi, đại trí huệ, đại biện tài. Ngài ở đây cũng chính là không thể nghĩ bàn, mà không thể nghĩ bàn cũng chỉ vì ngài quá vĩ đại. Vậy lúc bấy giờ, vị đại Bồ Tát này quỳ xuống trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo, con nay chỉ mong muốn Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ, đừng bận tâm về các chúng sanh nữa, xin hãy để cho con lo liệu cho các chúng sanh đó, con sẽ đảm đương tất cả, con sẽ độ cho hết thảy chúng sanh đều được thành Phật. Cho nên con cúi xin Đức Phật hãy an tâm, đừng lo lắng về các chúng sanh hậu thế nữa. Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch tiếp: Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào, bất luận là chúng sanh nào, ở địa phương nào hoặc quốc gia nào vào đời sau, đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, chỉ cần chắp tay hoặc khi thấy tượng Phật thì khẽ cúi đầu vái một vái, còn cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó, từ từ dẫn dắt khiến cho người đó được ly khổ đắc lạc, làm cho mau được giải thoát trong đường sanh tử, không còn phải chịu nhiều thống khổ nữa. Chúng ta mỗi người đều nên tự hỏi chính mình, trong đời này kiếp này, mình sanh ra ở cõi đời này rốt ráo là để làm gì, vì cái gì, mình cần phải làm những việc gì, phải chăng mình đến thế giới này là để sống buông thả, sống lay lắt, ăn no chờ chết, cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn ngủ chán chê rồi thì chờ chết. Phải chăng ngày ngày mình đi làm kiếm tiền chỉ vì hai bữa cơm giam bộ quần áo? Có phải mình sống là vì những chuyện như thế không? Nếu quý vị vì những chuyện đó mà sống thì hãy mau mau chết phứt đi cho xong, cho đỡ phiền phức. Bởi như thế thì sống ở thế gian này có ý nghĩa gì chứ? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ thế cho đến già, đến chết, thì quả thật là một cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Nói không có ý nghĩa là bởi quý vị vì những vấn đề nhỏ nhặt như học thói lường gạt người khác để kiếm chút tiền hoặc duy trì cuộc sống của bản thân mà đến thế giới này. Nếu chỉ đơn thuần về các vấn đề nhỏ nhặt, cái ăn cái mặc, nơi ăn chốn ở mà lây lắt sống ở thế gian này, thì thà là mau mau chết đi còn hơn. Chỉ vì để sinh tồn mà trên thế giới này mọi người đều tất cả bon chen, đầu tắt mặt tối, và do đó mà có rất nhiều phiền não, rất nhiều vấn đề nảy sinh. Những vấn đề này thì khổ não nhiều hơn là vui sướng, khốn khó nhiều hơn an nhàn, cho nên chỉ bằng chết phứt cho xong. Thế thì loài người chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chúng ta đến thế gian này là để tiền giác, giác hậu giác, tức là đem cái các đạo lý mà mình đã hiểu được giảng giải lại cho những người chưa hiểu, để ai nấy đều được hiểu rõ. Bởi nếu người người đều hiểu rõ đạo lý tu hành thì sẽ không đến nỗi còn nhiều phiền não như thế. Do đó đây là nghĩa vụ chân chánh của chúng ta.
Lại nữa, chúng ta đến thế giới này thì cũng nên hữu công ư thế, đóng góp chút công sức với đời, đồng thời cũng phải hữu đức ư dân, phải có đức hạnh, phải mang lại lợi ích cho mọi người, phải chính mình làm lợi cho người, chứ đừng đòi hỏi người khác làm lợi cho mình. Chớ nên chỉ biết chờ người ta đến giúp đỡ mình, mà chính mình phải biết giúp đỡ mọi người. Đừng cho rằng để người khác làm giúp thì mình đỡ mệt và như thế là có lợi cho mình. Kỳ thật đó là bị hố to. Quý vị giúp đỡ người khác tức là làm việc tốt. Chúng ta nên làm những việc tốt, có ích cho thiên hạ, thậm chí lợi ích cho cả thiên hạ trong muôn đời sau nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni toàn làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh chúng ta, và lịch đại tổ sư cùng chư đại Bồ Tát cũng vậy. Tất cả các ngài đều vì lợi ích của chúng sanh. Chúng ta muốn học Phật Pháp thì nên học theo gương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như của chư tổ sư cùng chư đại Bồ Tát. Đừng xem Phật Pháp như những lời nói suông đưa đãi ngoài cửa miệng, mà nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ Phật Pháp, khiến cho ai nấy đều mau chóng được giải thoát. Đây là việc quan trọng nhất. Hướng nữa là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành. Ví dụ quý vị nghe nói có người muốn in kinh thì trong lòng vô cùng hoan hỷ. À, in kinh à, tôi muốn góp in 5.000 bộ để tôi bao tiền in luôn cho. Hoặc lại nghe có người muốn tu bổ chùa chiền thì liền xuất sáng hưởng ứng. Tôi sẽ đến làm công quả. Tôi thì không có tiền, xong ai có tiền thì xuất tiền, ai có sức thì góp sức. Tôi có thể làm những việc nặng nhọc. Hôm nay có người nói rằng anh ta dự tính rằng năm nhất định sẽ giúp xây một ngôi chùa. Có được một người phát tâm như thế rồi, nếu có thêm 10 người rồi hàng ngàn hàng vạn người đều phát tâm góp phần thì việc cất chùa sẽ mau chóng hoàn thành. Đây là việc lợi ích cho mọi người. Niệm niệm tu hành tức là trong từng niệm một đều không quên tu hành, luôn luôn tu hành thanh tịnh, chứ không phải là niệm niệm muốn đi tạo nghiệp chướng thì sẽ tự nhiên ở nơi đạo vô thượng vĩnh viễn được không còn thối chuyển. Nếu người thiện nam cùng kẻ thiện nữ đó nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành thì tự nhiên họ sẽ không bao giờ còn thối chuyển đối với đạo quả Bồ Đề vô thượng. Kinh văn. Lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng nghe kinh điển này cùng danh tự của ngài Địa Tạng hoặc chiêm lễ hình tượng thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà lược nói việc ấy cho. Lược giảng. Lúc nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng. Đây là vị Bồ Tát mà trên đỉnh đầu có một bảo tạng, đó là một viên ngọc như ý. Với viên ngọc như ý này, người ta có thể muốn cái gì thì được cái nấy. Bởi viên ngọc này ở trên đầu của Bồ Tát, cho nên ngài được coi là Bồ Tát Hư Không Tạng. Quý vị có nhận ra ngài không? Vị Bồ Tát mà trên đầu có đính một viên ngọc quý, viên ngọc tùy tâm như ý, chính là Bồ Tát Hư Không Tạng. Đó là biểu thị rằng các bảo bối của ngài đều ở trong hư không, được tồn giữ trong hư không. Nếu quen biết được vị Bồ Tát này, tôi tin rằng quý vị chắc chắn sẽ không bao giờ bị nghèo túng nữa. Tại sao ư? Vì vị Bồ Tát này sẽ đem các bảo vật trong hư không tạng tặng cho quý vị. Và như thế, đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ không thể nào dùng cho hết được. Vậy lúc Bồ Tát Địa Tạng vừa dứt lời, thì trong đại hội ở cung trời Đao Lợi có Bồ Tát Hư Không Tạng bước ra và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đến cung trời Đao Lợi nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Từ cõi nước của mình, con vượt qua có đến 8 vạn ước cõi nước để đến dự pháp hội tại cung trời Đao Lợi này. Con được nghe Đức Thế Tôn tấm tắc ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về oai đức thần thông cùng thế lực lớn lao chẳng thể nghĩ bàn. Đây là điều mà từ trước đến nay con chưa từng được nghe qua. Bồ Tát Hư Không Tạng bạch tiếp: Trong đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng hoặc hết thảy 8 bộ quỷ thần nghe kinh điển này, kinh Địa Tạng cũng danh tự của ngài Địa Tạng hoặc chiêm lễ hình tượng, thành kính chiêm ngưỡng và lễ bái hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ được bao nhiêu điều phước lợi, bao nhiêu loại phước báo, bao nhiêu sự lợi ích. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà lược nói việc ấy cho. Còn này thỉnh cầu Đức Thế Tôn, xin ngài hãy vì hết thảy chúng sanh đời hiện tại và đời vị lai mà nói sơ qua cho chúng con được rõ. Kinh văn. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Vào đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng cùng nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục châu báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi ích.
Lược giảng. Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng, lắng nghe, lắng nghe, đây là biểu thị của sự phải đặc biệt chú ý. Vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Hư Không Tạng rằng, ông hãy thận trọng mà lắng nghe cho kỹ, hãy chú ý lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ, ta sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói, này ta sẽ nói rõ cho các ông, nếu ông chẳng chú ý lắng nghe thì ta sẽ không nói nữa, ta sẽ giảng giải cặn kẽ, nhưng nếu ông chẳng chịu lắng nghe thì nào có ích lợi gì. Cũng như hiện tại tôi đang giảng kinh ở đây vậy, quý vị cần phải chăm chú lắng nghe, chú ý lắng nghe, nếu chẳng lắng nghe mà cứ ngồi ngủ gà ngủ gật, tôi giảng những gì quý vị đều không nghe thấy, thì chẳng khác nào tôi không giảng gì cả. Cho nên yêu cầu đầu tiên của tôi đối với quý vị là đừng ngủ gật, đừng hôn trầm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tiếp, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cùng nghe kinh này, kinh Địa Tạng, cho đến đọc tụng bộ kinh này, nhìn ngắm tượng của Bồ Tát Địa Tạng, tức là biểu thị sự thành khẩn của căn mắt, nhãn căn, sự thành khẩn được biểu lộ bằng mắt, nghe kinh Địa Tạng, tức là tỏ sự thành khẩn bằng căn tai, nhĩ căn, đọc tụng là tỏ sự thành khẩn của căn lưỡi, thiệt căn. Dùng hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, cúng dường hương hoa là biểu thị sự thành khẩn của căn mũi, tỷ căn. Cúng dường các thức ăn uống cũng thuộc về sự thành khẩn của căn lưỡi. Cúng dường y phục, đồ vật quý báu là sự thành khẩn của căn thân, thần căn. Mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 28 điều lợi ích. Sự bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ từ mắt tai mũi lưỡi và thân là thuộc về sự thành khẩn của căn ý, ý căn. Do sự thành khẩn của 6 căn này hợp lại mà chúng ta có được 28 điều lợi ích. 28 điều lợi ích đó là gì? Kinh văn. Một là thiên long thưởng hộ niệm, hai là thiện quả ngày càng tăng, ba là tích tập các nhân thánh thượng, bốn là tâm bồ đề không thối chuyển, năm là y phục thực phẩm đầy đủ, sáu là dịch bệnh bệnh không đến nơi thân, bảy là xa lìa các tai nạn về nước và lửa, tám là không bị tai ách trộm cướp, chín là người khác thấy đều cung kính, mười là quỷ thần đều hộ trì. Lược giảng. Một là thiên long thưởng hộ niệm. Khi quý vị tụng kinh Địa Tạng thì loài rồng từ trên trời và luôn cả loài Atula trên cõi trời cũng đến bảo hộ quý vị. Loài Atula ở cõi trời tuy có phước trời thiên phước, song không có quyền hành như một vị trời, và họ cũng phát nguyện muốn đến bảo hộ che chở người tụng kinh. Ngoài ra Càn Thát Bà, Kalula, Ma Hầu La Già cũng đều đến để che chở những người tụng kinh Địa Tạng. Càn Thát Bà là thần âm nhạc, nhạc thần, có nhiệm vụ tấu nhạc cho Ngọc Hoàng Đại Đế nghe, và còn được gọi là thần ngửi mùi hương, văn hương thần. Ngọc Hoàng Đại Đế có một loại hương, khi đem đốt thì tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thần Càn Thát Bà ngửi được mùi hương thì liền đến hầu. Càn Thát Bà cũng có nam có nữ. Thần Càn Thát Bà nam thì trên đầu có một cái sừng giống như con kỳ lân vậy. Khi thần ngửi được mùi hương đó thì sẽ vừa nhảy múa vừa đàn ca hát sướng, tiếng nhạc réo rắt giữa không trung. Nghe quý vị tụng kinh Địa Tạng thì thần Càn Thát Bà cũng ở trên không trung khen ngợi. Kalola chính là đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Khẩn Na La cũng là nhạc thần, Ma Hầu La Già là con rắn lớn, đại mãng xà. Hai là thiện quả ngày càng tăng, nhiều người tu đạo có lúc thì phát tâm bổ đề rất dũng mãnh, làm công đức rất nhiều, song cũng có lúc thì lại thụt lùi nhụt chí, cảm thấy mình ở trong Phật giáo làm việc công đức dường như không có cảm ứng rõ rệt thật sự, nên tâm bổ đề liền thối chuyển. Thiện quả ngày càng tăng, tức là ở trong Phật giáo mà càng ngày càng tinh tấn hướng về phía trước, chăm chỉ vun bồi phước huệ, siêng năng làm việc thiện, làm công quả, lập công đức, mãi mãi không lùi về phía sau. Làm thế nào mà được như vậy? Đó là do thành tâm niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, lại còn lễ bái chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng nữa, cho nên có được cảm ứng là thiện quả ngày càng tăng. Ba là tích tập các nhân thánh thượng. Thế nào là tích tập các nhân thánh thượng? Đó là làm đủ loại Phật sự như in kinh, xây chùa, sửa cầu, đắp đường, chuyển đại pháp luân. Tất cả những việc tốt, tu đạo bồ đề đều là tích tập các nhân thánh thượng. Bốn là tâm bồ đề không thối chuyển. Chúng ta tu hành có lúc thì siêng năng tinh tấn, có lúc lại lười biếng giải đãi. Lúc siêng năng thì đối với mọi việc đều rất hăng hái, dũng mãnh. Khi lười biếng thì cảm thấy ở trong Phật giáo làm Phật sự mà chẳng có cảm ứng gì rõ rệt cả, bèn sinh ra chán nản, thối chuyển đạo tâm. Nếu quý vị có thể tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì tâm bồ đề của quý vị sẽ không còn lùi sụt, tâm giác đạo mãi mãi hướng về phía trước và càng ngày càng tăng trưởng, không bao giờ thối chuyển. Năm là y phục vật thực đầy đủ. Điều lợi ích thứ năm là không bao giờ bị thiếu thốn về cơm ăn áo mặc.
Người đời chỉ vì ba bữa ăn mà làm lụng vất vả, chịu cực chịu khổ. Bởi sợ bị chết đói chết lại nên lúc nào họ cũng nghĩ đến việc kiếm thêm tiền. Trước kia lúc chưa có tiền thì ao ước có được 10.000 đồng. Xong đến khi được tọa nguyện có được 10.000 đồng trong tay rồi thì lại cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ. Bây giờ lại nghĩ nếu mình có được 100.000 đồng thì sẽ chẳng phải làm lụng gì nữa. Thế rồi đến khi có được 100.000 đồng, nghĩ tới học phí của con cái thì thấy không đủ. Muốn sắm chiếc xe hơi thì thấy chẳng còn được bao nhiêu, mà tính tậu chiếc du thuyền thì lại thiếu trước hụt sau. Cả mơ ước những thứ to lớn hơn như muốn mua chiếc máy bay chẳng hạn, thì 100.000 đồng cũng chẳng thấm vào đâu. Và thế là lại phải lo kiếm tiền phải kiếm cho được 1 triệu đồng. Đến khi có được 1 triệu đồng trong tay, những tưởng là phen này có thể làm chủ một chiếc máy bay, thì máy bay lại lên giá. Ban đầu thì chỉ cần 990.000 là có thể mua được một chiếc máy bay. Bây giờ giá cả leo thang tăng vọt lên đắt gấp 10 lần tới 9.900.000 một chiếc, lại không mua nổi nữa. Cho nên cứ chạy theo không kịp, càng đeo đuổi thì lại càng cách xa. Đó đều là do lòng tham tác oai tác quái. Trước kia chỉ ao ước có được 1 triệu đồng là thấy đủ rồi, nhất định sẽ về hưu. Xong đến khi có được 1 triệu đồng rồi thì lại lùi mà chưa dứt, vẫn chưa trí túc, vẫn không thấy đủ. Vậy điều lợi ích thứ 5 là nếu quý vị có thể chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, lễ bái, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng thì quý vị sẽ được y phục vật thực dồi dào, luôn luôn dư giả. Bây giờ quý vị chỉ muốn mua một chiếc máy bay, xong tiền kiếm được lại nhiều đến nỗi mua hai chiếc cũng còn dư, kỳ diệu như thế đấy. Có người nói như thế thì tôi cũng mau mau niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, dùng lòng tham lam, muốn mua hai chiếc máy bay để niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì e rằng sẽ không linh nghiệm. Vì tham vọng quá lớn, chúng ta chỉ nên hết lòng chỉ niệm có được cảm ứng hay không thì cũng chẳng nên so đo tính toán. Có người lại nói giảng kinh theo cách của sư phụ lại làm cho con bị hố nữa rồi. Bị hố thì sao mà không bị hố thì sao? Cho nên con người nếu biết đủ thì thường được an vui, biết nhẫn nhục thì luôn được yên ổn, tri túc thường lạc, năng nhẫn đắc an. 6 là dịch bệnh không đến nơi thân. Dịch bệnh tức là bệnh ôn dịch, bệnh truyền nhiễm. Đáng lẽ ra thì mọi người đều bị truyền nhiễm mắc phải chứng bệnh nào đó. Nhưng nhờ quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng nên giống như có một ranh giới vô hình, quý vị không bị lây bệnh. Lúc tôi ở Đông Bắc có lần bệnh ôn dịch lan tràn, có một gia đình nọ 11 người mà chỉ nội trong 3 ngày đã có 13 người bị chết. Tại sao gia đình 11 người mà lại có tới 13 người chết? Tại sao lại có thêm 2 người nữa? Bởi hai người đưa tiễn. Đó là hai người đưa tiễn, bởi vì 11 người có lẽ là chưa đủ số cho nên phải chết thêm hai người nữa vậy. Hai người này, một người thì làm công cho gia đình nọ, còn người kia là bà con từ xa đến thăm. Cả hai người cùng chết chung với gia đình nọ cho đủ số. Do đó trong vòng 3 ngày mà gia đình 11 người lại có tới 13 người tử vong, và tất cả đều do bị lây bệnh truyền nhiễm mà ra. Bây giờ tôi đang ở địa phương đó, tôi bèn dẫn theo 4 đệ tử nhỏ tuổi và bảo họ rằng chúng ta phải đi cứu người ngay. Cứu như thế nào ư? Tôi căn dặn các đệ tử, chúng ta hãy chỉ niệm chú Đại Bi để đối phó với thần ôn dịch. Chúng tôi đến thôn làng đang có bệnh dịch hoành hành nọ, đi quanh làng 3 vòng, vừa đi vừa niệm chú Đại Bi. Sau khi chúng tôi niệm xong chú Đại Bi và đi khỏi rồi thì trong làng không còn bệnh dịch nữa. Thế nên chú Đại Bi thật vô cùng linh nghiệm, hết sức nhiệm màu. 7 là xa lìa các tai nạn về nước và lửa. Quý vị chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ không gặp nạn nước, cũng chẳng mắc nạn lửa. Vào nước không bị chìm, vào lửa không bị cháy. Thậm chí quý vị có bị té xuống biển thì tự nhiên sẽ được gặp chỗ cạn, tấp vào bờ bình yên. Và nếu bị lửa thiêu đốt thì tự nhiên sẽ có người đến cứu giúp. 8 là không bị tai ách trộm cướp. Tại sao quý vị bị trộm, bị cướp? Đó là do khi trước quý vị đã bất chấp đạo lý, cưỡng đoạt tài sản của người khác làm của riêng mình. Bởi xưa kia đã từng lừa gạt người khác cho nên đời nay phải bị người ta cướp đoạt tài sản, phải trả nợ. Vì thế chúng ta bị trộm cắp, cướp đoạt đều là có tiền nhân hậu quả, chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ thì gặp bất cứ cảnh giới nào đều phải nhận ra nhân quả của nó. Hễ nhận chân được nhân quả của vấn đề thì sẽ chấm dứt được sự tuần hoàn, luẩn quẩn. 9 là người khác thấy đều cung kính. Nếu quý vị thường cung kính niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng thì những người khác khi gặp quý vị đều cảm thấy có thiện duyên với quý vị và đều tỏ ra kính trọng quý vị. Người ta trông thấy quý vị mà như gặp được người thân đã 8 đời nay, có cảm giác thân thiết gần gũi như được về nhà vậy.
Cảm giác ấy lại giống như kẻ sống ở hải ngoại đã lâu không có người quen, nay được gặp lại bạn cũ, trong lòng vô cùng hoan hỉ, mừng mừng tủi tủi, vừa khóc vừa cười. Khóc là vì bồi hồi xúc động được gặp lại người thân quen, còn cười ư, bởi nghĩ rằng phen này quả thật có được sự an ủi che chở rồi. Quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì được mọi người kính trọng, không ai là không đối xử tốt với quý vị cả, không cần quý vị phải tự giới thiệu. Này quý vị biết không, tôi là một cư sĩ tu hành tại gia đấy. Các ông, các bà phải kính trọng tôi, hoặc là tôi là một đại đức cao tăng, quý vị thấy tôi thì phải dập đầu cúi lại đó. Không phải như thế, không phải là mình biểu người ta phải kính trọng mình. Có câu, có xạ tự nhiên thơm, cần gì phải phô trương. Hiếu xạ tự lai hương, hà nhu đương phong dương. Nếu quý vị quả thật có đức hạnh, thì chẳng cần phải quảng cáo giao hàng như anh chàng bán thuốc cao dạo. Thuốc cao dán của tôi là hay nhất, có thể trị phòng thấp, trị đau khớp xương, trị tê bại. Bà con cô bác nào bị đau bị nhức chỉ cần dán một miếng là khỏi ngay. Mại dô, mại dô. Và rốt cuộc thì như thế nào, dán rồi chẳng thấy bớt đau chút nào cả. Quý vị đừng như tên bán thuốc cao dán đó, đừng tự quảng cáo cho chính mình. Đừng sợ rằng người ta không biết đến mình mà phải tự rêu rao. Quý vị đã biết gì về tôi chưa nhỉ? Đối với Phật giáo, tôi là một vị hộ pháp đắc lực nhất đấy. Tôi còn là đại thí chủ hộ pháp lâu năm của chùa nọ, chùa kia. Còn nữa, tôi là giám đốc của cơ quan từ thiện. Đừng nên làm như vậy, bởi đó là giả chứ không phải thật. Đó là quý vị tự động bán chiêu bài, bán quảng cáo. Kẻ không có mắt mới không biết và bị mắc lừa. Chứ người có mắt thì sẽ nhận ra ngay. Hừ, thật là tội nghiệp, thật là đáng thương. Mười là quỷ thần đều hộ trì. Nếu quý vị thật sự có công đức thì cần gì phải tự rêu rao cho chính mình, bởi bây giờ các quỷ thần hộ pháp đều sẽ hỗ trợ cho quý vị, bảo vệ quý vị. Nếu quý vị gặp khó khăn gì thì vô hình chung họ sẽ đến để giúp quý vị giải quyết vấn đề ngay, quý vị bất tất phải rêu rao. Vậy điều lợi ích thứ 10 là quý vị sẽ được sự giúp đỡ phù hộ của loài quỷ. Thiện quỷ sẽ đến giúp đỡ quý vị, ác quỷ cũng đến giúp đỡ quý vị và các thần linh. Thiện thần sẽ đến giúp đỡ quý vị, ác thần cũng đến giúp đỡ quý vị. Vì sao ác thần cũng giúp đỡ quý vị? Phải chăng đó là do oai lực của Bồ Tát Địa Tạng? Chính thế, chính là nhờ oai lực của Bồ Tát Địa Tạng mà tất cả ác quỷ cùng ác thần đều biến thành những vị hộ pháp đắc lực cả. Có người lại hoài nghi, thế tôi niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có thể nào Bồ Tát lại sai người đến trách mắng tôi không? Không bao giờ, quý vị thắc mắc vì sao ư? Tôi nói thật cho quý vị biết, quý vị chưa đủ trình độ đâu. Quý vị sách vở chưa học đủ, đi thi chắc chắn sẽ bị đánh hỏng. Phải đến lúc tốt nghiệp đại học thì mới có thể thi đậu được. Nếu quý vị chưa tốt nghiệp, chỉ vừa mới tập tễnh bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học thì bắt quý vị khảo thí để làm gì? Cho nên đừng cho rằng trách mắng là không tốt. Trách mắng cũng là một cách để khảo nghiệm, thử thách. Chịu đựng được tức là đạt yêu cầu được thông qua, còn không chịu đựng được tức là chưa đạt yêu cầu, cần phải tu học tinh tấn hơn nữa. Nói như thế thì có phải là thi đậu đạt yêu cầu rồi thì không cần phải tu học thêm nữa, thi đậu rồi thì càng phải nỗ lực tu hành hơn nữa? Có người hoài nghi, thế thì thi đậu có tác dụng gì đâu? Thế thì tôi hỏi lại, quý vị học tiến sĩ có tác dụng gì? Đạo lý cũng như nhau thôi, quý vị hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì tôi cũng chẳng có biện pháp nào cả. Kinh văn 11 là thân nữ chuyển thành thân nam, 12 là làm con gái hàng vương giả đại thần, 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp, 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời, 15 là có thể làm bậc đế vương, 16 là biết rõ việc đời trước, 17 là có mong cầu thì đều được tại ý, 18 là quyến thuộc an vui, 19 là các hạnh sự đều dứt sạch, 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn, 21 là đi đâu cũng tới nơi cả, 22 là đêm nằm mộng được an ổn, vui vẻ, 23 là tổ tiên đã mất được lìa khổ, 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh, 25 là chư thánh đều khen ngợi, 26 là căn tánh thông minh lanh lợi, 27 là giàu lòng tử mẫn, 28 là rốt ráo thành Phật. Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng mà ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 7 điều lợi ích. Lược giảng. 11 là thân nữ chuyển thành thân nam. Điều lợi ích thứ 11 là nếu có người nữ nào muốn mang thân nam, bèn trí tâm lễ bái, cúng dường, tán thán, chỉ tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì đời sau sẽ được chuyển thành thân nam.
Sự chuyển thân nữ thành thân nam này là hoàn toàn không phải vì chán ghét thân nữ, mà chỉ vì tự cảm thấy làm thân nữ lắm lúc cũng bất tiện, cho nên muốn mang thân nam để được thuận tiện hơn. Vì thế mới có nguyện vọng này. Những người có chí nguyện như thế chắc chắn sẽ được Bồ Tát Địa Tạng giúp cho tùy tâm tọa ý, chí nguyện được thành tựu. 12 là làm con gái hàng vương giả đại thần. Nếu thần nữ có thể chuyển thành thân nam, thì thần nam muốn chuyển thành thân nữ cũng có thể được tọa nguyện. Nếu có người nam nào có thể một lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng bổn nguyện, mà phát nguyện muốn mang thân nữ để khéo léo giáo hóa chúng sanh, vì người nữ thường không nóng tánh lắm, có khi còn rất tế nhị nữa, nói chuyện với ai cũng rất hòa nhã dịu dàng, thì đời sau sẽ được làm thân người nữ, và đó là do nguyện lực của bậc Bồ Tát. Những người vì muốn hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh mà phát nguyện mang thân nữ thì không sanh vào các gia đình tầm thường, mà thường sanh làm con gái của những kẻ có thế lực lớn như hàng vua chúa, đại thần. Để nhờ đó mà họ có thể gây ảnh hưởng đến được nhiều người, khiến cho nhiều người sanh khởi tín tâm dốc lòng tu hành. Cho nên đây đều là thường nguyện tái lai, theo nguyện lực mà tái sanh trở lại. 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp. Điều lợi ích thứ 13 là không chỉ được làm người nữ mà còn được thông minh, có trí huệ, tướng mạo đoan chánh, viên mãn, chẳng có khuyết điểm. Mũi thì có hình thù của mũi, mắt có hình dạng của mắt, tai thì giống tai và miệng cũng giống miệng. Có người thắc mắc, thế thì có trường hợp tai không giống tai, mắt chẳng giống mắt hay sao? Quý vị nhìn xem, có những người nữ có cặp mắt hình tam giác, cứ láo liên đảo qua đảo lại y như cặp mắt của kẻ dắt trộm trâu. Đó là con mắt có vẻ hơi thô kệch, cục mịch, không được thanh tú, không đoan chánh, không viên mãn. Có người thì mũi lại mọc trên trán, lỗ mũi ngước lên trời. Quý vị nói như thế là giống cái gì? Chao ôi, thế nhưng lại có những người dị dạng như thế đấy. Có người thì con mắt, một con mắt nằm ở trên, còn một con lại tụt xuống dưới. Lỗ tai thì mọc tận đằng sau ót, miệng lại nằm dưới cằm, biến thành dở ngô dở khoai. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà khỉ cũng chẳng giống khỉ nữa. Theo tiến hóa luận thì con người là từ loài khỉ tiến hóa thành. Như thế trong trường hợp này thì sao? Vì sao mọi người lại không giống như vậy? Chỉ có cá nhân người đó là như thế mà thôi. Vậy đó là các trường hợp thí dụ về tướng mạo không đoan chánh, không viên mãn. Thế thì quý vị phát nguyện muốn làm người nữ thì tướng mạo cũng cần phải viên mãn, phải đoan chánh nữa. Nếu ngũ quan đoan chánh thì vừa gặp mặt là người ta liền thấy có thiện cảm, có thiện duyên ngay. Còn như ngũ quan không được đoan chánh thì e rằng người ta vừa trông thấy thì như gặp phải quỷ mẫu dạ xoa, cuống cuồng chạy mất. 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời. Điều lợi ích thứ 14 thì lại hơn hẳn những điều trước, đó là luôn được sanh lên cõi trời, được hưởng thiên phước, thọ hưởng sự an vui thù thắng vi diệu. 15 là có thể làm bậc đế vương. Điều lợi ích thứ 15 là có thể được làm vua hoặc hoàng đế. Người nào đọc tụng kinh Địa Tạng, lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, chỉ niệm thánh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ có cơ hội làm hoàng đế dự khuyết. Điều lợi ích này quả thật không thể nghĩ bàn. Có người nói, thầy ơi, cho dù được làm hoàng đế cao sang đẹp đẽ đến thế nào đi nữa thì con đều không màng cả. Thế giới ta bà này thật là quá nhiều đau khổ, con cảm thấy đã đủ lắm rồi. Quý vị thật sự cảm thấy đủ rồi sao? Vậy thì quý vị vẫn có cơ hội được thành Phật. Đó chính là điều lợi ích cuối cùng. Điều thứ 28, rốt ráo thành Phật. 16 là biết rõ việc đời trước. Biết rõ việc đời trước tức là nhớ biết được những gì mình đã làm trong đời trước, như làm quan, làm học trò hoặc làm lái buôn. Ngoài ra cũng biết được trong đời trước mình họ gì, tên gì, sinh quán ở đâu, bao nhiêu tuổi thì chết. Có thể nói bây giờ đời này thì giống như quý vị dọn sang một ngôi nhà mới, khác hẳn ngôi nhà khi trước, đời trước. 17 là có mong cầu thì đều được tọa ý. Điều lợi ích thứ 17 là cầu chi được nấy. Cầu giàu sang thì được giàu sang, cầu có con trai tất được con trai, cầu có con gái tất được con gái, cầu đồ ăn thức uống thì được đồ ăn thức uống. Nếu quý vị thích phát tài thì sẽ có được không biết cơ man nào là vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhiều đến nỗi không thể nào đếm xuể. Thế nhưng quý vị đừng bắt chước một người nọ kiếm được rất nhiều tiền mà chẳng dám tiêu xài, rốt cuộc chưa hưởng thụ được chút nào thì đã chết rồi. Chết rồi thì lại hai bàn tay không, thật là chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị gì cả. Do đó quý vị chớ nên bủn xỉn keo kiệt, đừng làm nô lệ cho đồng tiền, bởi quý vị có muốn cất giữ cũng không thể cất giữ mãi được. 18 là quyến thuộc vui vẻ. Điều lợi ích thứ 18 là trong gia đình, bà con quyến thuộc, bạn bè, thân thích đều êm ấm, hạnh phúc, vui vẻ, hòa thuận, không hề cãi cọ hay gây gổ lẫn nhau. Trong gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, con cái,
giữa anh em, giữa chị em hoặc giữa chị em dâu, lắm lúc cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Ở đời thông thường thì thân tình nhất là cha với con, song cũng có những khi cha con bất đồng ý kiến khiến người con nghĩ, ồ, người già thì đầu óc cũng già, tri thức cũng xưa, cách làm việc lại vô cùng cổ hủ, không theo kịp thời đại tân tiến, không thể ứng phó với thế giới hiện đại hóa ngày nay và cho rằng người già là một chướng ngại. Tuy nhiên suy nghĩ như thế là không tốt. Còn người già thì sao? Đối với con cái, vì quan tâm quá đáng cho nên dù biết rằng con cái không đúng, bậc cha mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ, lấy lòng bao dung mà đối đãi với con cái. Song lè con cái chẳng biết ơn thì chớ, lại còn dám cho rằng cha mẹ mình không đúng nữa. Tại sao có nhiều người nuôi dưỡng con cái mà lại không dạy dỗ chúng cho đàng hoàng? Đó là bởi những kẻ làm cha làm mẹ này đều thiếu hiểu biết, không am tường đạo lý, cho nên không muốn để ý tới con cái. Còn con cái thì lại không biết chăm sóc cho cha mẹ. Vì thế giữa cha mẹ và con cái nảy sinh nhiều mâu thuẫn, có nhiều vấn đề không giải quyết được. Quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ tương thân tương ái hơn nữa. Khi chưa kết hôn, đôi bên nam nữ đều cố giữ cái mặt nạ, không dám cãi cọ, cũng chẳng hề gây gổ lẫn nhau. Nhưng sau khi kết hôn rồi thì mỗi người đều để lộ tánh nết của mình. Chồng bộc lộ tánh xấu của chồng cho vợ thấy, vợ bộc lộ tánh xấu của vợ cho chồng xem. Thế là cả hai bên đều sanh phiền não. Thế nhưng, theo điều lợi ích thứ 18 này, nếu quý vị thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì trong gia đình và quyến thuộc sẽ luôn được vui vẻ, hòa thuận. 19 là các hoạn sự đều rất sạch. Tất cả những tai nạn rủi ro, những việc không như ý, những việc không tốt lành đều gọi là hoạn sự, sự việc bất ngờ, đột ngột. Hoạn tử, tức là những cái chết đột ngột, rủi ro bất ngờ như treo cổ tự tử, bị chìm thuyền, máy bay rớt, bị xe đụng hoặc uống thuốc độc tự sát. Thế nhưng nhờ Bồ Tát Địa Tạng các hoạn sự đều rất sạch, tất cả tai nạn đều tiêu tan, mọi vấn đề bất ngờ hoặc nguy cơ bị thương tật cũng không còn. 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. Nghiệp đạo tức là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy các nghiệp đạo đều trừ hẳn, tức là nghiệp tội được tiêu trừ, không còn bị đọa lạc vào ba đường ác nữa. 21 là đi đâu cũng tới nơi cả. Điều lợi ích thứ 21 là quý vị đi đến nơi nào cũng đều được thông suốt thuận lợi, may mắn suôn sẻ, đại kiết đại lợi, không hề gặp trở ngại. 22 là đêm nằm mộng được an ổn, vui vẻ. Có nhiều người thường trên bao thấy mình gặp những việc hung hiểm đáng sợ, hễ không bị quỷ rượt đuổi thì cũng bị chó rượt cắn hoặc bị cọp rình bắt để ăn thịt, đó đều gọi là ác mộng. Có người lại bị quỷ đè trên mình khiến toàn thân cứng đơ, không nhúc nhích động đậy gì được, nên trong lòng vô cùng nôn nóng, sợ hãi, đó gọi là bị bóng đè. Quý vị chỉ tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì đêm ngủ sẽ mộng thấy toàn những điểm ăn vui tốt lành. 23 là tổ tiên đã mất được lìa khổ. Điều lợi ích thứ 23 là cha mẹ tổ tiên của quý vị từ đời quá khứ cùng lục thân quyến thuộc từ vô thủy kiếp đến nay đều được xa lìa khổ não, hưởng sự an vui, liễu thoát sanh tử. Điều lợi ích này theo nguyên văn chữ Hán là tiên vong ly khổ, trong đó tiên là tổ tiên, vong là đã mất, đã chết rồi. Đa số người đã chết đều còn vướng nghiệp chướng, ắt hẳn phải đọa địa ngục chịu khổ báo. Tuy nhiên, này nhờ quý vị trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên được hưởng 28 điều lợi ích, có thể khiến cho những người thân đã khuất được ly khổ, đắc lạc. Tổ tiên đã mất bao gồm tổ tiên đã mất của đời hiện tại và tổ tiên đã mất của đời quá khứ của quý vị. Như vậy, tất cả cha mẹ và thân tộc của quý vị trong đời này mà đã chết rồi đều có thể lìa khổ được vui. Đồng thời hết thảy cha mẹ và tổ tiên của quý vị từ vô lượng kiếp đến nay, trong đời đời kiếp kiếp cũng đều được ly khổ, đắc lạc. 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh. Điều lợi ích thứ 24 là đời trước quý vị có chồng thiện căn, có được phước báo, cho nên đời này đương nhờ phước báo đó mà thọ sanh. Nhờ phước đời trước mà thọ sanh, tức là đời trước đã từng làm rất nhiều việc công đức, thiện căn rất sâu dày, cho nên nhân phước báo của đời trước mà đời nay thọ sanh để thọ hưởng. Chúng ta đời này do đâu được giàu sang, đời trước cúng chay giúp người nghèo, đời này vì sao phải nghèo hèn, đời trước chẳng chịu giúp kẻ nghèo. Kim sanh phú quý thị hà nhân, tiền sanh trai tăng tế cùng nhân, kim sanh bẩn tiện thị hà nhân, tiền sanh bất khẳng tế bẩn nhân. Quý vị đời này vì sao được giàu sang, ấy là nhờ trong những đời trước quý vị đã từng thiết trai tăng ủng hộ đạo pháp, cúng dường tam bảo, cứu giúp người nghèo, cho nên đời này được phước báo hưởng sự giàu sang phú quý. Còn đời này vì sao quý vị phải chịu cảnh nghèo hèn túng thiếu, nghèo đến nỗi không có cơm ăn, chẳng đủ áo mặc,
Đó là bởi trong đời trước quý vị quá keo kiệt bủn xỉn, chẳng hề bố thí cứu giúp người nghèo, chẳng chịu xả bỏ cái gì cả. Nếu trước kia không ích kỷ keo kiệt quá đáng mà lại chăm chỉ tu phước tu huệ, thì đời này quý vị ắt hẳn sẽ được thọ hưởng phước báo tạo ra từ đời trước. 25 là chư thánh đều khen ngợi. Điều lợi ích thứ 25 là được tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân, chư A-la-hán ở khắp mười phương đều tấm tắc ngợi khen. Các con quả thật là những thiện nam, thiện nữ, thuần thành. 26 là căn tánh thông minh, lanh lợi. Điều lợi ích thứ 26 là quý vị sẽ rất thông minh, mẫn tiệp và có trí nhớ rất tốt, mắt thì trong sáng, tinh anh, có thể nhìn thấy rất xa, tai cũng rất thính, nghe được hết sức rõ ràng. Nói chung cả 6 căn đều rất tinh tường, nhạy bén. 27 là giàu lòng, tử mẫn. Điều lợi ích thứ 27 là quý vị sẽ rất giàu lòng, tử mẫn, có tâm lượng của bậc Bồ Tát. Từ bi mang lại sự an vui và giải trừ bao nỗi thống khổ của người khác. Và cho dù người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa, thì quý vị cũng vẫn lấy lòng từ bi mà đãi người, không có tâm báo thù đối với bất kỳ một ai. 28 là rốt ráo thành Phật. Điều lợi ích thứ 28 là điều quan trọng nhất. Đó là gì? Rốt ráo thành Phật, tương lai nhất định sẽ được thành Phật, chắc chắn là như thế. Trên đây là 28 điều lợi ích mà chúng ta có thể được, có được nhờ trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, ngợi khen chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nghe kinh Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng và cúng dường hương hoa, đồ ăn thức uống y phục châu báu cho Bồ Tát Địa Tạng. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, ta lại nói với ông một lần nữa, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng. Chúng ta cúi đầu quỳ lạy chư Phật cùng chư Bồ Tát thì được lợi ích gì? Đảnh lễ chư Phật thì được lợi ích không gì sánh bằng. Quý vị ở trước Phật đảnh lễ, cung kính lại Phật thì nghiệp tội từ trước đến nay, dù nhiều như các sông hằng cũng có thể được tiêu trừ. Hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng, nghe được kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, tất cả nhân duyên quả báo và các sự tích mà ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được 7 điều lợi ích. Kinh văn: Một là mau vượt thánh địa, hai là ác nghiệp được tiêu trừ, ba là chư Phật đến ủng hộ, bốn là bồ đề không thối thất, năm là bổn lực được tăng trưởng, sáu là việc đời trước đều rõ biết, bảy là rốt ráo thành Phật. Bây giờ không thể nói hết tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, thiền lòng bát bộ ở mười phương, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bày sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó tại cung trời Đao Lợi mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng, sau rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Lược giảng, 7 điều lợi ích này là gồm những gì? Một là mau vượt thánh địa. Thế nào gọi là vượt? Ví dụ từ địa vị thứ nhất tiến thẳng lên địa vị thứ ba, bỏ qua địa vị thứ nhì ở giữa. Từ địa vị thứ ba nhảy vọt lên địa vị thứ năm, hoặc từ địa vị thứ năm tiến luôn đến địa vị thứ 8, như thế gọi là vượt, bỏ quãng mà tiến lên, vượt, ngụ ý là tiến rất nhanh, rất mau. Hai là ác nghiệp được tiêu trừ. Mọi người tại sao chưa thành Phật? Đều là vì có ác nghiệp không thanh tịnh. Ác nghiệp là nghiệp nhiễm ô, cũng chính là những nghiệp tội không trong sạch mà quý vị đã chót gây ra, và còn gọi là hắc nghiệp. Ác nghiệp chính là hắc nghiệp. Hắc nghiệp là nghiệp hắc ám, rất đen tối, mờ ám. Phàm người làm việc gì cũng thường hay lén lén lút lút, không muốn cho ai biết đến mới gây ra nghiệp này. Nếu quý vị thành tâm chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì ác nghiệp sẽ được tiêu trừ. Ba là chư Phật đến ủng hộ. Điều lợi ích thứ ba là sẽ được chư Phật khắp mười phương giáng lâm đến trước mặt để che chở hộ trì. Bốn là bồ đề không thối thất. Tâm bồ đề giác đạo của quý vị sẽ càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng có tiến bộ. Chỉ có tiến chứ không có lùi. Tâm bồ đề này vừa phát khởi thì quý vị liền hăng hái. Hôm nay tôi sẽ thọ ngũ giới, ngày mai tôi phát nguyện xuất gia, còn ngày mốt ư, tôi nhất định sẽ làm một vị cao tăng. Ngày kế nữa, tôi nhất định sẽ thành vị tổ sư. Ngày kế tiếp nữa, tôi sẽ hành trì đạo Bồ Tát và chẳng lâu nữa thì tôi sẽ thành Phật. Tuy nhiên, điều thiết yếu ở đây là tâm bồ đề của quý vị phải không thối chuyển mới được. Quý vị chớ nên hôm nay phát tâm muốn thọ ngũ giới, xong dùng rằng nghĩ tới nghĩ lui rồi đổi ý, thọ giới rồi mà lỡ phạm giới thì thật là xấu hổ, người ta biết được mình phạm giới thì mất mặt quá. Chỉ bằng tốt nhất là mình đừng thọ một giới nào cả, và thế là không muốn thọ giới nữa. Nếu lại nghe người ta kháo nhau là đời sống của người xuất gia rất khắc khổ, nên quý vị ngần ngừ không muốn nghĩ tới chuyện xuất gia nữa. Đó cũng là do quý vị chưa có được cái tâm bồ đề không thối thất vậy.
năm là bổn lực được tăng trưởng. Bổn lực tức là sức mạnh vốn có của mình, là sức mạnh của bổn lai Phật tánh, là năng lực thành Phật và cơ hội thành Phật vốn có trong mỗi chúng sanh. Thế nhưng quý vị cứ ngăn che Phật tánh của mình, khiến danh ra phiền não vô minh. Bây giờ quý vị phá bỏ được bức màn vô minh rồi thì phiền não cũng đoạn dứt, cho nên bổn lực liền hiện ra và tăng trưởng thêm. Sáu là việc đời trước đều rõ biết. Điều thứ sáu là biết được đời trước mình đã làm gì, đời trước nữa mình ra sao. Nói chung là quý vị có thể truy cứu và biết rõ được mọi việc xảy ra trong nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí đến 8 vạn đại kiếp về trước, những thánh nhân đã chứng quả A-la-hán. Tuy biết được việc đời trước, nhưng ngoài phạm vi 8 vạn đại kiếp thì các ngài không thể biết được. Ở đây biết rõ được việc đời trước, tức là đắc túc mạng thông rồi. Thí dụ quý vị có thể biết được rằng tôi đã từng có một đời sanh làm thân kiến, lúc ấy thì thân thể vô cùng nhỏ bé, đến bây giờ làm thân người thì biến thành to lớn rành ràng như thế này. Có lẽ là tôi từ thân kiến biến thành con ong mật, từ ong mật biến thành bướm bướm, từ con bướm biến thành con chim nhỏ, từ con chim nhỏ lại biến thành con chim ưng lớn. Rồi nhờ lúc mang thân chim ưng lớn tôi lại ăn chay chứ không ăn thịt, do đó tôi tạo được phước báo, có được cái nhân thành Phật nên nay được làm người. Làm người thì trong tương lai sẽ được thành Phật. Người đã chứng đắc túc mạng thông thì nếu mình từng làm thân kiến hoặc làm loài trùng nào, loài cầm thú nào cũng đều rõ biết được cả. Cho nên đằng sau cái xác thân hiện tại này còn có sự biến hóa vô cùng của rất nhiều thân thể. Bảy là rốt ráo thành Phật. Sớm muộn gì rồi quý vị cũng đều được thành Phật cả. Điều này cũng tương tự như điều lợi ích thứ 28 đã nói ở trước. Bây giờ không thể nói hết, không thể nói hết. Không biết bao nhiêu, không có cách nào có thể nói được con số bao nhiêu. Tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác, Bích Chi Phật, người trời, quỷ thần, thiên long bát bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bảy sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, tán thán phước đức bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Chưa có vị Bồ Tát nào có thể sánh bằng, đều khen là chưa từng có, toàn thể đại chúng đều trầm trồ, tấm tắc ngợi khen rằng từ trước tới nay chưa có vị Bồ Tát nào thủ thắng hy hữu như thế. Lúc đó tại cung trời Đao Lợi, cõi trời 33, mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y, châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Bấy giờ ở cõi trời Đao Lợi, các thiền nữ giải vô số hoa mạn đà la, tiểu bạch hoa, hoa đại mạn đà la, đại bạch hoa, cùng dưới các loại hương thơm, các y phục của cõi trời. Y phục trên cõi trời rất nhẹ, nhẹ hơn cả là loại hàng ni lông của chúng ta, và vô số chuỗi ngọc quý giá cùng các bảo bối chân quý nhất, hiếm có nhất để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Phải cúng dường cho Phật trước, vì Phật là đấng tối cao. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Sau khi cúng dường xong, tất cả đại chúng hiện diện trong pháp hội, trừ Bồ Tát A-la-hán, chư thiên nhân, quỷ thần, đều chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, hướng về Bồ Tát mà đảnh lễ rồi chắp tay và cung kính lui ra. Hết phẩm thứ 13.